Beauty Sức khỏe Siberi, thương hiệu quốc tế của các sản phẩm thiên nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao. Công ty ra đời từ năm 1996 và đã được biết đến tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn trở thành một phần trong công ty to lớn của chúng tôi và là người đại diện cho thương hiệu Sức khỏe Siberi. Các bạn. Các bạn có nghe tôi không ạ? Nếu các bạn nghe thì thả tim đi ạ. Vâng. Rồi, thế là các bạn nghe tôi đúng không? Vâng. Rồi, tôi thân ái và yêu thương gửi đến tất cả các bạn nguồn năng lượng Siberi và năng lượng của vũ trụ. Kính chúc và cầu mong cho tất cả các bạn trong cái tháng 11 này chúng ta lại tiếp tục tung pháo bông lên trời. Các bạn có đồng ý vậy không ạ? Bạn muốn vậy không? Giơ cánh tay đi, ai muốn thì giơ cánh tay, đúng không? Thưa các bạn, những ai mà không phát biểu thì vui lòng tắt cái mic này nha, vì hôm nay Zoom là tất cả các lĩnh đi dự cái chương trình đào tạo. Tôi tình nguyện ở nhà để hỗ trợ hệ thống. Hôm nay tôi ở nhà để giúp cho các bạn cái bài đào tạo rất là quan trọng. Những ai mà có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì sẽ được một cái kiến thức mà rất là cần thiết trong cái sự nghiệp của mình. Rồi, các bạn nghe có rõ không? Có ạ. Rồi. Một lần nữa tôi đề nghị bạn nào mà không có phát biểu, chưa được đến giờ phát biểu thì chúng ta hãy phải tự động kiểm soát cái mic của mình nha. Vì đây là một cái bài quan trọng lắm, rất là quan trọng cho các bạn. Bởi vì từ xưa giờ là các bạn sẽ không được ai đào tạo những cái kiến thức này, cho nên có phải là các bạn đang khó khăn trong đúng không ạ? Đúng không nha, không cần phải trả lời, giơ ngón tay là được nha. Thì tôi hàng ngày tôi đã nhận rất nhiều cái tin nhắn, nhiều cú điện thoại từ khắp nơi mà để đề nghị cái sự trợ giúp. Thì thưa các bạn là thứ nhất, tôi không thể nào làm được điều đó nha. Tôi không thể nào làm được cái điều đó bởi vì khả năng của tôi giới hạn, thời gian của tôi nó bận, vô cùng là bận. Tôi phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và viết bài đào tạo và nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải riêng Siberi đâu. Cho nên các bạn thông cảm, tôi không trả lời thì cũng đừng có giận. Vì chúng ta phải làm việc theo hệ thống người đỡ đầu của mình nha. Và tôi hiểu cái nỗi mà khó khăn của các bạn, cho nên tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bài đào tạo ngày hôm nay. Ok các bạn, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị, tức là hôm nay tôi sẽ làm cái bài đào tạo theo theo cái phong cách riêng của tôi, là tất cả những cái bài tài liệu tôi đều biên soạn theo cái PowerPoint, tức là tôi sẽ làm từng cái slide. Cho nên là các bạn có thể chụp từng cái khung hình để chúng ta nghiên cứu cũng như là mình chia sẻ cho khách hàng của mình. Tôi xin phép để kiểm tra lại, tôi sẽ tắt mic tất cả mọi người nha. Rồi, ok các bạn, ta sẽ không còn nghe tiếng ồn nữa. Tại vì ngày hôm nay một mình tôi làm chủ Zoom, cho nên là nó sẽ hơi vất vả một tí. Cho nên vì thế mong các bạn là hãy cộng tác, chúng ta đừng có ồn ào, không có cho trẻ con vào học nhé. Ok các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bài chính. Alo anh Sáng, anh chuyển viên họ sang em làm chủ Zoom cho anh. Nhưng mà anh chuyển slide. Được rồi chị Tô Đính ơi nha, cảm ơn thiện chí của chị. Vâng, giờ chúng ta bắt đầu. Mình kiểm soát được đây. Ở đây các bạn thấy màn hình rõ không ạ? Định tính định lượng có thấy rõ không ạ chị Tô Đính ơi? Rõ mà rất là đẹp anh ạ. Ok rồi, như vậy thì được rồi, chúng ta tất cả mọi người tắt mic hết nha. Rồi tôi sẽ bắt đầu đi vào chuyên môn đây. Thì thưa các bạn, đây tôi muốn nói với các bạn về một cái chủ đề là định tính và định lượng. Đây là cái nội dung rất là quan trọng để cho các bạn có thể nắm bắt được như tôi vừa nói nha. Thì chúng ta hãy tập trung theo dõi, bởi vì tôi chỉ đào tạo một lần này thôi, nó sẽ khó mà có cơ hội thứ hai cho các bạn, trừ khi mà có một cái điều kiện nào đó đặc biệt thì tôi mới đào tạo nha. Cho nên là các bạn hãy cố gắng và tập trung. Và ai mà có khả năng về chia sẻ chia sang Facebook đó, thì các bạn có thể là chia sang Facebook cho tất cả những bạn nào không vô được thì cũng có điều kiện học tập như chúng ta đang có trực tiếp. May mắn là bạn sớm ở trong Zoom. Rồi bây giờ tôi xin phép giải thích từ ngữ này. Định tính là xác định đúng tính chất của sự việc, của vấn đề, của điều mà chúng ta cần biết rõ thì gọi là định tính. Và định lượng là xác định đủ số lượng. Ví dụ là chúng ta phải xác định đúng tính chất của một tư vấn viên ở trong Siberi là gì. Chúng ta phải xác định được đúng tính chất của thực phẩm chức năng Siberi là gì. Chúng ta phải định tính được là sản phẩm này dùng vào mục đích gì, để gọi là định tính. Và còn cái định lượng thì rõ ràng là chúng ta phải biết đúng cái số lượng để mà chúng ta đưa vào. Thì đây là hai cái kiến thức rất là quan trọng và các bạn cần phải hiểu được để chúng ta trở thành bậc thầy sức khỏe. Tôi muốn các bạn trở thành bậc thầy sức khỏe nha. Bởi vì trong cái tương lai gần tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bài tôi đã biên soạn xong, là tôi đã có đăng lên Facebook đó, là chứng tử. Tôi chỉ chờ cái thời gian thuận lợi rồi tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái giá trị đó và các bạn sẽ biết, sẽ định tính được mình là ai ở trong series và trong cái xã hội của mình nha. Rồi tiếp theo, đây là cái điều mà tối quan trọng, cho nên là kiến thức này là rất là quan trọng, các bạn hãy nhớ nha. Nó bởi vì sao? Nó ứng dụng cho tất cả mọi sinh hoạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ví dụ y và dược. Ví dụ như là các bạn thấy không ạ? Nếu người thầy thuốc mà không định tính được cái người bệnh của mình như thế nào thì sẽ không tìm ra được bệnh. Rồi người dược sĩ mà không định tính được cái người bệnh nhân của mình là họ bệnh ở vị trí nào, vì thế là họ sẽ không định lượng được cái thuốc kê đơn ra, bác sĩ cũng không định lượng được. Như vậy nó sẽ dẫn đến, một là quá liều, hai là không có hiệu quả, ba là không có phù hợp với cái đơn mà mình đã kê cho bệnh nhân. Trong ẩm thực cũng vậy, nếu không định tính và không định lượng được thì sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế. Món ăn nó có thể là không hỏng được này. Ví dụ bây giờ một người mà vào bếp, một người ít nhất là đàn ông hay vụng về, bước vào bếp thì chúng ta thấy không ạ? Đường cũng là gia vị, bột ngọt cũng là gia vị, muối cũng là gia vị, bột nêm cũng là gia vị. Nhưng vì cái người mà là người ta gọi là như vợ thằng Đậu á, gọi là hậu Đậu á, đúng không ạ? Thấy là bột ngọt với lại đường nó giống nhau, đúng không? Thế thì nấu chè xong rồi đi đưa cái cầm cái hũ bột ngọt đổ vô trong cái nồi chè thì không định tính được, thì các bạn thấy rằng rõ ràng nồi chè đó sẽ không ăn được, đúng không? Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là nếu không định tính được thì sẽ không dẫn đến cái kết quả như mình mong muốn. Và còn định lượng nó cũng quan trọng như vậy. Ở trong quân đội cũng vậy nhé. Nếu mà bây giờ giặc nó nó tấn công vào lãnh thổ của chúng ta, ví dụ như là bây giờ chúng ta chỉ nghe nói là giặc vào nhưng không định tính được là giặc nó đến từ đâu. Ví dụ như nó đi đường biển mà mình cứ điều xe tăng thiết giáp ra mà đối đầu với nó thì làm sao mà đánh được. Cho nên định tính sai thì sẽ dẫn đến cái kết quả là nó sai. Rồi định lượng cũng vậy, định lượng sai thì sẽ dẫn đến cái sự thảm bại. Ví dụ như là bây giờ nó bị giặc nó đưa 10 chiếc máy bay vào không phận của chúng ta. Chúng ta đã định tính đúng đi là đây là giặc đi từ đường hàng không vào, vậy thì phải đưa phi cơ chiến đấu lên đối phó. Nhưng mà người ta đưa 10 chiếc máy bay mà mình đưa có 5 chiếc, tức là mình định lượng không đúng. Thì có phải là máy bay của mình có 5 chiếc mà ra đánh nhau với 10 chiếc thì nó bắn mình cháy hết không? Cho nên là như vậy thì định tính định lượng luôn luôn nó phải là đi đôi với nhau và nó phải có một cái sự chính xác là như vậy. Trong nông nghiệp cũng vậy. Các bạn thấy là ví dụ như là phân hóa học và phân hữu cơ, hai cái đó đều gọi là phân. Nhưng mà bây giờ cái một người không có kiến thức nói rằng là ví dụ như là người ta nói là cái cây này thì ví dụ như là phân cho nó là nửa thúng, thì ý người ta nói là nửa thúng đó là nửa thúng phân vi lượng hoặc là phân hữu cơ. Nhưng vì anh này anh không có biết cái định tính nó là như thế nào, các anh thấy ủa phân hóa học thì cũng là natri kali NPK rồi đó, nó cũng là phân đúng không? Thế thì anh chơi cho nửa thúng vào trong cái cây đó thì theo các bạn có sống được không ạ? Đấy đúng không? Không biết định tính và cũng không biết định lượng, cho nên vô tình là giết cái cây đó chết vì bằng sự thiếu hiểu biết của mình. Thì trong mua bán cũng vậy nha. Nếu mà cái người mà làm nghề kinh doanh mà không định tính, mà không định lượng được thì sẽ không bán được cái món hàng. của mình. Tôi ví dụ như một cái câu chuyện hay là một cái câu chuyện mà có thật, và tôi đã có mặt tại cái đó, tại cái nơi đó, là cái đứa bé nó chạy đến cái chỗ bán bánh mì á, nó nói với cái cô bán bánh mì là nó là bán cái bao ổn mì. Thế thì cô vội vàng là cô lấy bao ổn mì, xong rồi cô chẻ, cô rọc ra, xong bắt đầu cô nhét dưa leo rồi thịt rồi dưa chua vậy đó, cá ớt, xong rồi cô bỏ cho, cô xịt dầu, xong rồi cô đưa cho thằng bé. Cái thằng bé nó chỉ nhận có một ổ, nó đưa tiền thôi, nó nói là con là mua có một ổ thôi. Nhưng mà con nói mày mới nói là bán cho ba ổn mì mà sao bây giờ mày nói mày lấy có một ổ là thằng kia. Nó nói không, con nói ba ổn mì là bán cho ba con ổ bánh mì chứ không phải là con mua ba ổ bánh mì. Các bạn thấy chết chưa? Đấy, nghĩa là cái người bán không định tính được khách hàng của mình là cần mua bao nhiêu ổ bánh mì. Vì thế định lượng sai, cứ nghĩ là thằng bé này nó mua tới 3 ổ bánh mì, nhưng vì nó nói tắt là bán cho, ở miền Bắc thì gọi là bố thì nó rõ đúng không, ở miền Nam thì ta gọi là ba, cho nên là bán cho 3 ổ bánh mì là bán cho ba nó ổ bánh mì, nhưng mà lại nghĩ là mua 3 ổ bánh mì, cho nên là có phải là nhầm lẫn không ạ? Các bạn thấy chưa? Đấy. Bạn nó đang nói chuyện đó nhỉ? Vui lòng mà. Vui lòng. Nói điện thoại của nó này. Dạ, cắt mic nha. Em biết không chứ mày cũng ngồi không được. Định tính, định lượng với sản phẩm Siberi. Đây các bạn nhìn nha, sản phẩm của Siberi này, đấy, của chúng ta này, định tính của nó này là các axit béo omega. Cái này mình cho cái đồ của em không? Một lần nữa nếu mà người nào mà không tắt mic thì tôi sẽ out ra ngoài, tôi sẽ mời ra ngoài. Tôi nghe tới điệp ấy. Đời mình xin nhúng rồi khi tôi nghe về kia. Chúng ta hãy chờ cho cái người đó nói xong rồi chúng ta hãy nên tiếp. Tôi rất là lịch sự, tôi không chen ngang vào cái câu chuyện của người khác, cho nên cứ để cho người ta trao đổi. Tính cho nó bố nghe bố đi được hả? Xong chưa ạ? Chị nào đó là nói chuyện riêng xong chưa ạ? Bạn đã nói chuyện xong chứ, tôi đang chờ cho xong câu chuyện tôi nói tiếp, vì tôi là cái người không thích xen vào chuyện của người khác, cho nên là tôi chờ. Còn nếu mà nói xong rồi vui lòng tắt mic để tôn trọng cả 1.000 người đây nhé. Chúng ta vào đây học chứ, cho nên chúng ta phải có một cái nội quy của cái phòng Zoom, chứ mình không thể nào mà tự động mà cứ muốn phát biểu như vậy được nhé. Và có một cái điều mà tôi cũng sẵn đây tôi nói luôn, tức là vừa rồi tôi đào tạo á, thì có một cái bạn không tắt camera, đang ở trong nhà tắm tắt không tắt camera, cho nên là tôi đã thấy được toàn bộ cơ thể người đấy. Mà không phải là tôi chụp đâu, đây là một bạn khác gửi cho tôi đó. Cho nên nếu mà các bạn không thận trọng như vậy á, là vô tình phổ biến phim sex trên phòng Zoom. Cho nên chúng ta phải để ý nha. Trong khi các bạn là chúng ta là những người mà trưởng thành hết rồi, cho nên khi chúng ta tham dự một cái tổ chức mà đã có cái nội quy, cho nên chúng ta phải tuân thủ. Đấy, đừng có để xảy ra những cái điều đáng tiếc như vậy. Thực sự là tôi cảm thấy là cái hình ảnh đó là tôi không, tôi đang giữ bí mật, nhưng mà nếu mà có một người nào đó mà ví dụ như là trong cái cuộc sống mà mình làm mất lòng họ, cái vì họ chụp qua màn hình Zoom mà, cho nên họ phổ biến ra thì mình rất là xấu hổ đúng không? Cho nên phải thận trọng nha, kiểm soát chính mình, có cái điện thoại, cái máy tính trên tay mà mình còn không kiểm soát được. Thế thì mình làm một cái doanh nghiệp lớn thì mình hệ thống vài trăm hay là vài nghìn người chúng tôi thì làm sao kiểm soát được, cho nên các bạn phải lưu ý điều này. Tôi xin phép được nói tiếp. Đây, ví dụ như định tính nè, là các axit béo omega 3 này là bổ sung các chất cần thiết hỗ trợ hạn chế quá trình hóa mắt và hỗ trợ hạn chế thoái hóa điểm vàng, hỗ trợ tăng cường thị lực. Đó là định tính để xác định rằng là cái sản phẩm này dùng trong các cái trường hợp đó. Thế thì các bạn cầm một cái sản phẩm lên thì các bạn phải hỏi nó là, bạn phải tự hỏi trong đầu mình định tính sản phẩm này nó nằm ở đâu. Các phải đọc ngay cái dòng đó. Thì ra Vision Box này á, là nó dùng để điều trị, xử lý tất cả những cái bất thường về mắt. Vậy là chúng ta đã biết được, vậy thì mắt là đã có cái này rồi, yên tâm rồi. Rồi định lượng là gì? Là hướng dẫn sử dụng này, mỗi ngày dùng một túi sau bữa ăn. Đấy, như vậy thì các bạn thấy nó đã ghi rất rõ ràng trên cái bao bì sản phẩm, đã có ghi cho chúng ta là định tính và định lượng. Rồi bây giờ thêm cái dòng phụ dưới là đối tượng sử dụng, nó cũng là phần, nó thuộc về cái phần định tính, là ai là cái người được dùng đó, là người lớn và người cao tuổi bị lão hóa mắt, người làm việc thường xuyên với máy tính và môi trường ảnh hưởng đến mắt. Các bạn thấy không ạ? Như vậy là nó cũng là cái phần định tính. Như vậy là sản phẩm Vision Box này là được dùng cho tất cả những người có bất thường về mắt, có nhu cầu làm cho mắt sáng ra. Như vậy chúng ta biết là vậy thì định tính và định lượng nó đã ghi trên bao bì như vậy rồi, thì các bạn sẽ không phải lăn tăn, không phải hoang mang về cái sản phẩm nữa nha. Rồi tí nữa các bạn đi sâu hơn, các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Rồi đây cũng vậy, là tôi chứng minh hai cái sản phẩm Immuno Box này. Đấy, thì định tính của nó cũng vậy, là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng thành phần tự nhiên, rồi hỗ trợ chống cảm cúm, hỗ trợ bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Đấy, định tính là như vậy. Vậy thì tôi cần chống cảm cúm, tôi cần bảo vệ tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng lên, thì tôi dùng cái Immuno Box này. Đấy, đó là nó định tính là như vậy. Rồi định tính nữa là gì? Là cho người trưởng thành. Đó, vậy chúng ta thấy không? Rồi còn định lượng nó là như vậy nè, sử dụng một túi trên ngày cùng với bữa ăn. Chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy, có gì khó đâu các bạn thấy không ạ? Định tính định lượng nó rất là đơn giản là như vậy. Rồi tiếp theo nhé, tôi xin lưu ý quan trọng này, định tính định lượng ghi trên bao bì sản phẩm Siberi chỉ là hướng dẫn cơ bản dành cho người khỏe mạnh. Các bạn nhớ không? Thế có người hỏi tôi, thế thì bây giờ tại sao mà ghi formula ghi một viên mà mình dùng tới 10 viên, mà một ngày 20 viên, có trường hợp tôi còn cho uống nhiều hơn. Rồi chúng ta thấy là rất nhiều cái câu hỏi na ná như vậy. Thế thì bây giờ bạn thấy rằng là trong cái túi đường, ví dụ như hướng dẫn nấu chè, hay là trong cái bột ngọt, người ta cũng hướng dẫn là có cái định, người ta có cái định lượng cho mình đấy. Bột ngọt đó là mình biết đó là định tính rồi, nhưng cái định lượng đó cũng nói ví dụ như là cho nửa thì xúc vào trong cái nồi canh gì đó, nhưng mà nó đâu phải nhất định phải đúng như vậy đâu, đúng không ạ? Chúng ta vì chúng ta thích ăn đậm đà hơn thì chúng ta có thể thêm nó, và chúng ta nhạt hơn thì chúng ta bớt đi. Dùng công thức nấu chè cũng vậy, công thức nhiều cái món ăn cũng vậy, nó chỉ là cái định lượng gợi ý mà thôi, chứ không buộc phải theo như vậy. Thì ngay cả thuốc cũng vậy, các bạn nhớ nha, ngay cả thuốc tây cũng vậy, các loại kháng sinh cũng vậy. Ai đang vừa vào Zoom mà lại vừa mở nhạc nhỉ? Lính khóa mic tất cả của mọi người đi ạ. Ai chủ hot của Zoom thì khóa mic tổng cả nhà hết đi ạ. Vì mọi người không có để ý vấn đề này thì khó cắt ngang. Tôi khóa rồi lại cứ mở mà bây giờ một mình tôi vừa đào tạo vừa phải canh, có ai mà vi phạm nữa thì nó hơi khó khăn. Cái này kêu gọi ý thức của mỗi người thôi. Cái này đơn giản hơn, ai cảm thấy mic mình đang mở thì mình tắt đi thôi, đúng không? Cái chuyện nhỏ như vậy mình cũng không xử lý được thì chuyện lớn sao mình xử lý được nhé. Cho nên chúng ta phải cố gắng ý thức cái điều này. Tôi không muốn nói nhiều về cái việc này nhé. Rồi chúng ta tiếp tục này. Định tính định lượng ghi trên bao bì sản phẩm là hướng dẫn cơ bản, cho nên các bạn nhớ nha, đừng lệ thuộc vào nó hoàn toàn, chúng ta không bị lệ thuộc vào nó. Cho nên rất nhiều người đặt câu hỏi này, vậy thì bộ ba thanh lọc uống 3 tháng ngưng hay là 6 tháng ngưng? Bởi vì trong tài liệu nó có nói đến cái thời gian, cái mốc thời gian dùng và ngưng. Thế thì bây giờ chúng ta phải nhớ được một điều là tất cả các nhà khoa học Siberi khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường không hề biết từng quốc gia và từng người dùng sản phẩm đó đâu. Cho nên chỉ có cái người trực tiếp tiếp xúc với cái người khách hàng của mình, hoặc là trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân của mình, thì mới nắm rõ được cái nhu cầu của người đó cần bao nhiêu. Đi ra bên nhà bên đi đi. Ví dụ như là ở trong chiến tranh cũng vậy, chỉ có người chiến sĩ ở ngoài mặt trận là biết phải bắn như thế nào sẽ hạ được tên giặc. Ví dụ như chúng ta về mặt lý thuyết, các bạn thấy không? Một viên đạn, một phát súng là một quân thù, đúng không? Đúng không? Đó là với điều kiện mà chúng ta giơ súng giữa trán đó, mà đứng cách nó ví dụ nửa mét, 1 mét thì ta bắn một phát thì nó đúng. Nhưng mà bây giờ ra ngoài mặt trận mà nó cứ chạy chữ hình, chữ chi, chữ z, nó cứ sàng qua sàng lại, có nhiều khi bắn một băng nó còn chưa chết, thì chứ huống gì là một viên. Cho nên chứ không phải là giữa lý thuyết và thực hành nó khác nhau. Tôi lưu ý các bạn cái điều này để khi các bạn mà kê cái thực đơn cho cho khách hàng của mình thì chúng ta phải cân nhắc xem này. Ví dụ như là cái người to béo cần giảm cân thì uống bao nhiêu hộp trà tê, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp, 6 hộp hoặc là 8 hộp thì chúng ta phải tự mình cân nhắc cái việc mà gia giảm cái liều lượng nhá. Cho nên là chúng ta không máy móc để rồi mà uống. Người ta nói ủa tôi uống đâu có thấy hiệu quả gì đâu, đúng, bởi vì ba cho mẹ hỏi cái này các bạn là không có đúng nha. Cái máy Focal F2 Pro đó nha. Tôi vừa phải đi tắt mic kia nha. Hôm nay tôi đào tạo cảm thấy là nó không có được happy lắm, bởi vì có rất nhiều bạn mặc dù nói như thế. Chị ơi cho những người đấy out đi ạ. Không có cái ý hay mà cứ không ý thức out. Thôi cũng cái đó tùy thôi, cái đó là tôi cũng không cần làm cái điều đó nha. Thế mà khi nào mà ồn ào thì tôi ngưng. Dạ đề nghị thủ lĩnh là cho out bạn Android Bluetooth rồi gì ra, bạn ấy rất là mất trật tự. Thủ lĩnh có thể là truyền hot cho một ai đó quản lý được không ạ? Vâng, thầy... tôi sẽ tạm thời stop cái chia sẻ và tôi ai có thể làm hot thôi à? Ai bạn làm nhanh tí. Dạ, thủ lĩnh chuyển sang cho em chọn. Phương Thư đúng không ạ? Phương Thư giơ tay đi. Em Anh Thư đúng không ạ? Phương Anh Thư đúng không ạ? Phương Anh Thư đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Ok rồi. Nguyễn Cường. Bạn Cường có làm hot được không ạ? Bác sang chuyển cho cháu đi ạ. Tôi chuyển sang Anh Thư, vì sao nó lại ra Nguyễn Cường đây không biết nha. Bạn Nguyễn Cường có ở đó không? Bạn Nguyễn Cường có ở đó làm hot phụ hot được không? Hay là bạn nào khác, bạn nào giơ tay đi. Bác chuyển cho cháu đi, tôi đi Hoàng. Tôi đi Hoàng. Bây giờ giơ ngón tay vì nó đông cả ngàn người tìm. Có K9 Kim Anh Nguyễn nè. Dương có đó không Dương? Đã có. Vậy thì Dương làm có hot cho nó không? Nó phải chuyển sang. Tôi phải mở cái xóa cái hot của bạn Nguyễn Cường. Thôi không nhìn cái này nữa, đi lên cất đi. Cất đi. Cho nằm đi. Không phải. Đừng á. Đừng phải bôi cho. Con nào cũng không đưa về ba đi. Cho ai? Không chuyển xem cho người khác được. Bây giờ phải cho người Nguyễn đi. Chuyển lại đã. Bây giờ Nguyễn Cường mà ra thì lại không vào được, cũng tội. Con lên không, con ở đây nè. Cho ao thủ lĩnh ơi, cho ao thủ lĩnh ơi. Xin phép thủ lĩnh bạn Hoàng Thư ạ, bạn Hoàng Thư cắt mic đi ạ. Bạn nào là bạn Hoàng Thư ở trên Zoom ạ? Đề nghị bạn Hoàng Thư tắt mic ạ. Mọi người nhà mình là toàn những người lớn cả mà nói không có ý thức tí nào cả. Không tôn trọng. Thủ lĩnh tắt mic để như người khác, có những người không vào được. Người lớn cả rồi. Người lớn cả rồi đúng không? Ok nha. Rồi bây giờ có một số bạn đã bắt mic rồi, cho nên là các bạn cứ thử đặt cái cương vị của tôi, đúng không? Tôi là người làm việc tập trung rất là cao độ. Tôi đã làm việc rồi để ý bất cứ gì chung quanh đâu, mà trong một cái bài đào tạo mà như thế này, theo các bạn tôi có nên tiếp tục đào tạo không ạ? Nhanh. Bác chuyển quyền hot cho rất nhiều người được ạ. Cháu sẽ giúp bác hỗ trợ về tắt mic ạ. Rồi, nhưng bây giờ lại không có cái quyền hot. Bạn Nguyễn Cường thì có đây này, mà bạn Nguyễn Cường có ở trên mic không ạ? Anh Nguyễn Cường có ở YouTube không ạ? Bạn Cường có không? 705, bởi vì hiện nay tôi cũng không tắt mic được luôn. Dạ vâng. Anh Nguyễn Cường có hiện hữu không ạ? Trợ giúp bác để có buổi đào tạo tốt hơn. Mọi người bật Zoom lên mà không chịu theo dõi, chỉ mãi nói chuyện vô ý thức quá, ảnh hưởng đến cả mọi người. Rất là nhiều người chưa vào được Zoom, họ rất là khát khao để vào được Zoom học tập đấy ạ. Không ý thức, không tôn trọng ấn vào mốt ạ. Lính ấn vào mốt cho họ ra, cho người khác có ý thức vào ạ. Anh Cường chuyển quyền hot lại cho thủ lĩnh đi. Như Cường không có nghe sao ấy. Ao cho ao Cường đây luôn được. Cường bây giờ làm người chủ trì rồi. Ao anh nghĩ là tắt Zoom luôn. Quyền đấy là của K6, K Nguyễn nè, mic hot của K Nguyễn đấy. Mọi người để ý trên room đi, mic hot là của K Nguyễn 705927 gì đấy. Người Sáng có thể thu lại quyền chủ cho hot. Bác Sáng thu lại được quyền hot mà bác Sáng ơi. Bác Sáng bật mic lên ạ. À. Không thu được. Bác thu được ạ. À. Bác vào phần có phần thu lại hot đấy ạ. À. Bác chuyển lại hot. Không thu được. Có bác chuyển lại được đấy ạ. À. Bác Sáng bật mic lên ạ. À. Đây bật rồi mà. Đúng không? Các bạn nghe mà đúng không? À. Bác vào cái phần 3 chấm ạ. Sau đó là bác ở trong đấy có phần thu lại quyền hot, bác thu lại đi ạ. Câu hot. Đúng rồi, Nguyễn Ngọc Sáng đang đợi với đấy ạ. Thầy thủ lĩnh này rất là yên rồi. Rồi, ok mọi người, bác Sáng mở bích lên. Làm sao mà buông nó. Chủ mẹ nói. Ok bác Sáng, ơi. Mà hồi nay nó còn bị đồ trên mạng. Đóng bật. Mọi người có lẽ thoảng ra nó vào lại đi ạ. Rồi ok, cháu đã khóa mic tất cả mọi người rồi, bác Sáng mở mic lên bác Sáng nhá. Cháu mở mic ra là bác Sáng mở mic lên luôn nhá. Rồi bác Sáng mở mic cho bác Sáng ơi. Rồi ok, bạn khóa lại đi. Rồi không phải tắt nha. Rồi. Ngày hôm nay ồn quá. Ai chia sẻ cơ hội để cho mình làm. Ok, các bạn nghe rồi đúng không? Rồi. Rồi khoan đã bác Sáng ơi, bác Sáng mở mic lại cho cháu nhá. Bác Sáng mở mic. Rồi được. Ok, các bạn nghe rồi đúng không? Rồi ok, chúng ta không cần phải nói gì, giơ ngón tay thôi, tôi chia sẻ tiếp nha. Ôi, tôi lại không chia sẻ được rồi. Bác ơi, bây giờ chỉ có người cầm hot mới có thể chia sẻ được. Và bác chuyển hot cho anh K6 đấy rồi thì cháu không lấy lại hot. Thì bây giờ cháu sẽ quản lý Zoom cho bác. Thì bác có thể chia sẻ, cháu sẽ làm kỹ thuật tắt mic cho bác. Bác chịu khó chia sẻ. Chia sẻ được màn hình. Bây giờ cái quyền hot là rất thế này, bây giờ thôi bây giờ tôi tắt, tôi mở lại thôi nhá. Tắt mở lại, nhưng mà nếu mà anh K6 mà chủ hot thì vẫn không tắt được. Ừ đúng rồi. Nguyễn Cường là hot này, Nguyễn Cường là hot này. Thế thì rồi, bây giờ cháu là hot rồi bác ơi. Bác... ok nha. Ok, cháu sẽ tắt mic tất cả mọi người. Và mà... bác nhưng sẽ mà... vâng, ok. Rồi bác lại không share được màn hình. Rồi để cháu sẽ chuyển hot sang cho bác, chuyển mic cháu sẽ chuyển hot sang cho bác. Sau bác chuyển câu hot sang cho cháu nhé. Cháu sẽ ok, làm... đúng rồi, chuyển nó về đi, chuyển về đi. Rồi bây giờ bác là đã là hot rồi. Rồi. Rồi bác chuyển câu. Rồi bây giờ là bác chuyển hot, câu đúng rồi. Bây giờ Nguyễn Cường giơ ngón tay đi. Ông cháu là Mạnh Hùng đấy bác ạ. Bác chuyển Mạnh câu. Mạnh Hùng giơ ngón tay đi, bác chưa thấy. Mạnh Hùng hả? Dạ vâng. Cháu đây rồi bác ạ, cháu giơ ngón tay. Mạnh Hùng, nhiều người giơ tay quá cũng không thấy luôn, đang đi tìm. nó... Bác tắt mic tất cả mọi người đi, nó mở mic lên là được bác ạ. Trời anh Hùng. Rồi bác mở kết rồi đó. Đây cháu đây bác ơi, bác chuyển câu hot sang cho cháu ạ. Đang đi tìm đây. Đây cháu đang mở mic nó bác mở đang nói đúng không? Tên hệ thống S69. Đâu? Anh là hệ thống S69. Tên là Mạnh Hùng hả? Không, tên cháu là hệ thống S69 hả? Hệ thống S69 đi. Đây. Có đây đúng không? Nào coi như không bật cam thì coi đừng thì tắt mẹ luôn cho ra đi. Hệ thống S69 thì có rồi được rồi cháu thấy đấy là chuyển rồi đúng không? Đúng rồi cháu lấy lại hot của bác, cháu sẽ chuyển lại cho bác câu hot nha. Học kiểu đấy thì rồi bây giờ vào toán trộn. Rồi bây giờ bác đã là câu hot rồi, bác có thể mở bây giờ bác có thể chia sẻ màn hình được ạ. Cháu sẽ làm kỹ thuật ạ. Ok, bác thử rồi. Không chia sẻ được rồi. Thì cháu phải chuyển lại cho bác làm hot rồi. Trời ơi. Có hai người là hệ thống S69 anh đang chuyển nhầm á. Rồi bây giờ bác chuyển câu hot sang cho cháu để cháu sẽ làm kỹ thuật, cháu sẽ tắt mở mic cho mọi người cho bác. Còn bác thì cứ tập trung vào đào tạo. Cháu và bác đang ở trên participant thì cháu ở ngay cháu đang là người mở mic. Là bây giờ là cháu là đang hệ thống S69 đang nói đúng không? Đúng rồi, bác chuyển câu hot sang cho cháu. Giờ ao ra xong là vào lại bác ạ thì mới được ạ. Như hôm trước em học cũng vậy ạ. Ao ra tất cả mọi người ao ra xong vào lại thì mới được, chứ còn này lâu lắm. Rồi ok, bây giờ là cháu đang là hot này. Cháu sẽ bác Sáng có thể share được màn hình không ạ? Bác Sáng có thể mở mic share được màn hình không ạ? Rồi bác Sáng out rồi, bác Sáng out ra ngoài rồi. Ông bác Sáng đang ở đây, bác Sáng đang là hot, bác Sáng đang tắt mic. Rồi thì thế này thì chúng ta chịu khó chúng ta sẽ thoát ra và bác Sáng sẽ vào lại, bác Sáng sẽ vào đầu tiên và bác Sáng sẽ là câu hot, là hot thì mình sẽ là câu hot, mình sẽ quản lý kỹ thuật cho tất cả mọi người. Ok. Alo bác Sáng ạ, bác Sáng có đồng ý không bác Sáng ạ? Tắt mic đi, tự thoát hết đi. Hệ thống S69 đang hot rồi đó. Đây cái kế đang đi chào nó đoạn không? Giờ bác phải ao ạ. Rồi bây giờ bác Sáng có thể xem được màn hình không bác Sáng? Bác Sáng có thể xem màn hình không? Bác có xem màn hình đó không ạ? Thử rồi nhá. Dạ. Ok được rồi. Rồi ok đấy thì cháu hay làm kỹ thuật bác cứ chia sẻ. Ok nha, rồi giúp cho bác nha. Rồi. Rồi chúng ta tiếp các bạn nha. Xin lỗi vì cái sự không happy này. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, tôi đang nói á, là tư vấn viên thì phải biết tùy nghi. Tiếp theo nhá là đây phần trên của chúng ta đang nói dở này, tức là định tính và định lượng ghi trên vì sản phẩm tôi nói tóm lại là chỉ là hướng dẫn cơ bản dành cho người khỏe mạnh, cho nên các bạn hãy nhớ nha, chỉ là dành cho người khỏe mạnh. Còn đối với những người có nhu cầu mà phục hồi sức khỏe, nhu cầu xử lý bệnh tật ở trong cơ thể thì chúng ta không theo cái đó được. Đó, chúng ta hãy nhớ điều đó. Rồi, tư vấn viên phải biết tùy nghi ứng dụng, nghĩa là phải gia giảm định lượng tùy theo giới tính, tuổi tác, thể trạng, nhu cầu. Các bạn thấy đúng không ạ? Trong ăn uống cũng vậy mà, trong nấu ăn cũng vậy mà, trong rất nhiều cái công việc mà hàng ngày chúng ta cũng phải biết gia giảm. Ví dụ như là bây giờ người ta sơn này, người ta cũng phải biết pha màu gia giảm sao để cho ra cái tông màu cho nó phù hợp này. Đấy, chứ không phải xanh nào cũng giống nhau, đúng không? Đỏ nào cũng giống nhau. Thì trong nấu ăn cũng vậy nha, có khi là gia giảm thêm cái gia vị bên trong đó để cho nó phù hợp. Thì đây cũng vậy, thì tôi xin lấy cái ví dụ dẫn chứng này. Ví dụ như là bình thường ta ăn 2 bát cơm đúng không các bạn, rồi sau khi tập thể dục năng lượng calorie nó tiêu hao nhiều thì chắc chắn khi ấy ta phải ăn nhiều hơn, uống nước nhiều hơn để bù đắp năng lượng hao hụt, đúng không? Có phải vậy không ạ? Chúng ta không thể nào nói là tôi là cứ nhất định là ngày nào, nếu bản thân tôi là ăn một ngày một bữa ăn, tôi chỉ ăn có 2 bát cơm thì không bao giờ tôi ăn thêm, không bao giờ tôi vượt quá cái tiêu chuẩn đó, cho dù thức ăn ngon cỡ nào đi nữa tôi không vượt. Nhưng nếu như mà hôm đó mà tôi ví dụ như là tôi phải làm một công việc đó mà nó tốn rất là nhiều sức thì tôi bắt buộc là tôi phải ăn thêm, chứ không thể nào ăn theo cái lượng mà cái định lượng mà mình đã hàng ngày mình đã quy định cho mình, như vậy không đúng. Hay là nước cũng vậy các bạn, đây những người tập thể dục thể thao mồ hôi nó đổ nhiều thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ cho cái lượng nước chúng ta đưa vào cơ thể nó nhiều hơn. Đó là định tính và định lượng, chúng ta thấy không ạ? Chúng ta phải cái định lượng là vô cùng quan trọng, bởi vì cái kinh nghiệm mà để mà định lượng được cái trong cái số sản phẩm trong thực đơn, các bạn nắm được cái này là các bạn sẽ ra được những cái thực đơn đạt hiệu quả vô cùng cao. Đấy, các bạn hãy nhớ điều đó. Rồi bây giờ ví dụ thứ hai nè, ví dụ các bạn là bình thường thì ngân hàng chỉ cần một vài anh bảo vệ hoặc là cái tiệm vàng cái đó, đúng không, mà bảo vệ. Nhưng mà khi có cướp thì họ phải tăng cường bảo vệ đông hơn để có khả năng chống chế. Vậy thì định tính ở đây là cái người bảo vệ, và định lượng là cái số người bảo vệ nó tăng lên khi mà trong cái ngân hàng mà nó xảy ra một sự cố, ví dụ như là cướp. Các bạn thấy không ạ? Thế bây giờ nếu mà không làm đúng cái điều này, thế giờ 2 anh này mà đã để cho cướp nó lọt qua rồi, có nghĩa là cái định lượng này nó không phù hợp nữa rồi. Vậy thì chúng ta phải biết được điều nó để gọi cái người bảo vệ đó sẽ gọi về công ty, và công ty sẽ cử nhiều anh bảo vệ đến để cùng nhau bắt cướp. Đó, nên như vậy nó trở thành là cái phù hợp. Thì trong việc các bạn kê sản phẩm cũng vậy, chúng ta hãy nhớ điều đó nha. Nếu mà chúng ta dùng theo cái định lượng ghi trên bao bì, thế thì chúng ta cứ răm rắp theo trên bao bì như vậy thì không khi nào mà các bạn muốn dùng để xử lý ví dụ như là tiểu đường, ví dụ như là cao huyết áp, các bệnh mãn tính hoặc là các bệnh cấp tính không bao giờ có kết quả như mong muốn. Cho nên nếu không hiểu cái điều này thì làm cho cái người tiêu dùng, khách hàng chúng ta mất niềm tin. Ủa, thế này nói thì hay lắm mà tôi uống đâu có thấy kết quả đâu. Đấy, cho nên là phải hiểu đúng cái vai trò của định tính và định lượng trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống. Tôi nhắc lại nha, hãy nhớ cái điều đó. Thì để rồi tiếp theo nè, rồi chúng ta bắt đầu bước sang nghiên cứu về y học điều trị là gì, là cuộc chiến tranh giữa cơ thể với bệnh tật. Các bạn có biết rằng là các bạn đang tham gia vào một cái ngành khoa học mà gọi là y học điều trị đó. Các bạn phải biết là mình rất là danh giá, mình rất là tuyệt vời, mình mới thực sự là người giúp cho người bệnh chống lại được bệnh tật, thì gọi là y học điều trị. Đấy, chúng ta mới thực sự là y học điều trị nha. Các bạn thấy này, ở đây ở trong cái Zoom của chúng ta sẽ có rất nhiều người trong ngành y, tất cả là những người mà đặc biệt là các bác sĩ Tây y, thì có phải rõ ràng là đối với bệnh mãn tính không lây, gút, cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, viêm sang, tự kỷ, tâm thần, vẩy nến, bạch bì, bạch tạng, rất nhiều cái bệnh, thì sẽ nói với bệnh nhân là uống thuốc suốt đời, bệnh này không chữa được. Ủa, như vậy anh điều trị phải trị cho bằng được nó, mà mày không trị được thì như vậy có đúng không? Phương pháp đó có đúng không? Đúng không? Trong chiến tranh là mày phải trị được cái thằng giặc, phải trị cho tận, có gọi là phải trị cho nó đến tận gốc. Đấy, vậy thì bây giờ nếu mà không làm được điều này thì xem như là cái phương pháp đó nó hoàn toàn không phù hợp. Chúng ta thấy không ạ? Nghĩa là định tính, vì bạn không định tính được, lẽ ra vì các bạn biết rằng là chúng ta có rất nhiều ngành y học để chữa bệnh, chứ không phải duy nhất là cái ngành gọi là Tây y, gọi là y học hiện đại. Người ta hay mà gọi bằng cái tên gọi là y học hiện đại, cái đó là tự đánh lừa mình, bởi vì cho rằng là mình là hiện đại hơn những người không hiện đại, tức là y học cổ truyền, y học dân gian, cho nên nghĩ là mình hiện đại, con người hiện đại, kiến thức hiện đại là mình giỏi hơn tất cả những cái ngành y học khác. Tôi đã có vẽ một cái cây gọi là cây y học. Các thì các bạn biết nó có tới 7 nhánh, thì trong đó y học hiện đại chỉ là một nhánh, và nó có y học dân gian, y học cổ truyền, y học hiện đại, y học dinh dưỡng, y học niềm tin, y học tâm linh, y học bí truyền. Thế thì nó có nhiều nhánh như vậy. Thì nếu mà cái người mà làm y học mà không định vị, không định tính được mình, không định tính ở đây thì nó cũng có, thì phải hiểu là không định vị được mình luôn, thì sẽ không cho ra được cái kết quả đâu. Cho nên là vì thế mà rất nhiều người bệnh nhân vô cùng bất hạnh khi mà gặp những người thầy thuốc mà không định tính được là gì, bệnh này phải uống thuốc suốt đời. Nhưng với phương pháp mà tôi đã đề cao và tôi đã nghiên cứu từ gọi là dinh dưỡng trị liệu hay là y học tái sinh, huyết áp là chuyện nhỏ, tiểu đường là chuyện nhỏ, gút là chuyện nhỏ, các bạn thấy biết bao nhiêu kết quả mà tôi còn có rất nhiều kết quả mà tôi không dám đưa lên. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là không nên khoe khoang nhiều quá, cái thứ hai nữa là mình phải tuân thủ theo cái quy định, cái yêu cầu của bệnh nhân là bí mật đời tư, cho nên là tôi không có đăng được. Có nhiều người rất là nổi tiếng trong xã hội, các bạn biết là tôi đã xử lý thành công, chứ mình không dám đưa kết quả đó lên, tại vì người ta nổi tiếng quá. Cho nên các bạn hãy yên tâm một điều là cái công việc của chúng ta, giá trị của chúng ta rất là cao. Chúng ta là những người mà mới thực sự là giúp cho người bệnh của mình á, là chiến đấu. Đây là một cuộc chiến tranh và vũ khí của chúng ta vô cùng lợi hại. Đó, vũ khí của chúng ta mới là vũ khí hiện đại. Chứ người ta cứ nghĩ là máy móc, là tiêm, là chích, là mổ, là xẻ, là hóa chất hiện đại. Xin thưa, không phải như vậy đâu nha. Chúng ta mới là hiện đại, chúng ta mới là nền tảng, chúng ta mới thực sự là bậc thầy sức khỏe. Bậc thầy sức khỏe như thế nào? Trong cái bài chủng tử mà tôi đào tạo cho các bạn về sau này, các bạn sẽ hiểu tất tần tật là cái sự danh giá của các bạn là đang là đối tác của tập đoàn Siberi như thế nào. Các bạn đang có trong tay vũ khí mới thực sự là hiện đại. Các bạn phải hiểu điều đó nha. Cho nên là hôm nay tôi mới bí bật mí cho các bạn một chút như vậy thôi. Và các bạn biết là ví dụ như là đao kiếm này là cái thứ thấy được, nó không nguy hiểm, nó không lợi hại bằng cái thứ không thấy được. Chúng ta có thấy con virus corona không? Đúng không ạ? Nhưng mà có phải là rõ ràng nó giết người nhiều hơn tất cả hùm beo sói dữ không? Chúng ta thấy con cọp nó to như vậy, con sư tử nó to như vậy, con beo nó to như vậy, nhưng con chó điên nó to như vậy, nhưng nó có cái số người mà nó giết có bằng con virus corona không? Mà ai bằng mắt thường mà thấy được con virus corona không? Cho nên những cái thứ mà chúng ta thấy được như vậy không phải là cái thứ hiện đại. Ý tôi muốn nói đó là ở trong điều trị đấy nha. Không phải cái kim đó, ống xi ranh đó, bơm thuốc vô chai dịch truyền đó là nó hiện đại như vậy, là nó là vũ khí lại. Xin thưa, không có đâu. Chính các bạn đấy, các bạn là đang là những tư vấn viên Siberi, các bạn đang có được một cái giải pháp mà các bạn chịu khó ngồi mà học Zoom như thế này này. Thì bởi vì trước khi làm thầy thì đều phải là trò hết, đúng không? Tất cả những ai trước khi trở thành một bậc thầy thì đều là một cậu học trò. Bây giờ những người giỏi đến cỡ nào thì phải trải qua cái giai đoạn là học trò. Một cái cây bồ đề, một cái đa nó to lớn như thì nó cũng phải là một cái chồi non. Thì các bạn đang là cái chồi non. Có những người cũng là đà cây, là trưởng thành rồi, nhưng mà cũng rất nhiều bạn đang là chồi non. Chịu khó đi, học đi, chịu khó nghiên cứu đi, thì càng ngày càng các bạn sẽ ngộ ra được, chứ không phải là hiểu nữa. Mà các bạn sẽ ngộ ra được là trời ơi, công việc của chúng ta nó tuyệt vời đến cái mức độ không có bất kỳ một công việc nào trên xã hội mà bằng đâu. Tôi chấp cả về tâm linh luôn. Bởi vì tôi đã từng giải thích, mới đây tôi đã từng nói chuyện với một vị linh mục mà tôi nói sao ông phải tâm phục, ông nói đúng, thầy nói đúng. Đấy, thì đúng như thế nào thì các bạn chờ cái bài mà tới đây tôi sẽ tranh thủ đào tạo sớm nhất cái bài chủng tử. Khi mà các bạn nghe cái bài đó là các bạn nói đúng là đúng là mình đang làm một cái công việc danh giá nhất ở trong xã hội nha. Các bạn hãy nhớ điều đó, tôi bật mí các bạn như vậy. Và tiếp theo nè, nếu quốc gia này, địa phương nào không đủ sức chiến đấu với giặc thì nơi ấy kêu gọi viện binh giúp đỡ, đúng không ạ? Có phải không? Chúng ta cũng vậy mà, đúng không? Bây giờ mình không thể nào tư vấn cho cái người khách hàng. Ví dụ cái người khách hàng họ giỏi quá, họ đã làm nhiều công ty quá, bây giờ họ muốn sang tìm hiểu về Siberi một mình ta, gọi là một chọi một, ta chọi không được, có phải không ạ? Ta sẽ về ta gọi viện binh giúp đỡ là gì? Là người đỡ đầu của mình, hay là một người hoặc là hai người, là chúng ta gọi viện binh giúp đỡ. Thì có phải là chúng ta định tính được là tôi không đủ khả năng chơi với cái bạn đó rồi, không đương đầu nổi. Cho nên tôi phải định lượng lại là gì? Là tôi chạy về tôi gọi điện thoại, tôi nhờ người đỡ đầu của tôi ra đó để cùng là tư vấn để làm cho cái người khách hàng của tôi tâm phục khẩu phục. Có phải là định tính đúng và định lượng đúng thì nó ra được kết quả là chúng ta sẽ có thêm được một tầng một không? Chúng ta tuyển dụng được không? Còn bây giờ nó tôi không cần người đỡ đầu, nhiều khi bất mãn người đỡ đầu đó, rồi nhiều khi là cho rằng là tôi làm công ty này công ty kia rồi, chúng thực phẩm chức năng tôi cũng được đào tạo rồi, cho nên ra một mình đương đầu mà gặp cao thủ là mình chết. Cho nên cuối cùng là mất biết đâu là đó là một cái người mà sẽ đem lại cho chúng ta một cái danh hiệu, ví dụ như sau này một thời gian ngắn họ sẽ là nhà tư vấn doanh nghiệp hay là thủ lĩnh cấp cao hay sao. Nhưng vì chúng ta không biết định tính mình là ai, không định tính được họ là ai, không định lượng được cho nó đủ, cho nên chúng ta đi mất một thủ lĩnh hay là một cái, nói nôm na là một cái máy in tiền cho chúng ta đó. Tại vì các bạn biết là ai mà trong hệ thống các bạn mà là nhà tư vấn doanh nghiệp là cái máy in tiền cho thủ lĩnh. Bản thân họ có tiền nhưng họ luôn luôn hàng tháng họ nhả tiền ra cho thủ lĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái sự hỗ tương cho nhau, cho nên chúng ta hiểu cái tầm quan trọng của định tính định lượng để áp dụng trong sự nghiệp, cho việc tuyển dụng cũng như là trong việc ra thực đơn. Nhưng ngày hôm nay tôi tập trung vào cái việc ra thực đơn là chính nha. Chúng ta hãy nhớ là cơ thể con người cũng tựa như vậy đấy. Nếu kháng thể không đương đầu nổi với các tác nhân gây bệnh thì phải cầu viện tới sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của các phương pháp y khoa và dinh dưỡng liệu pháp là chúng ta đó. Ví dụ bây giờ bị đau ruột thừa, chúng ta không thể nào cơ thể của mình mà chống chọi được với cái loại, chứ còn vi trùng mà nó đang làm hoại tử ruột thừa thì sao? Chúng ta phải vào bệnh viện để cầu viện thế này, đúng không? Chúng ta phải định tính được này, chết rồi. Cái ruột thừa của mình bây giờ nó đau như vậy rồi, mà nếu mà mình mà không kịp thời gian để mà phẫu thuật nó đó, mình không xử lý được thì nó sẽ bị nhiễm trùng và nó viêm phúc mạc, nó hoại tử, nó 48 giờ đồng hồ nó có thể là chúng ta sẽ bị chết, bị nhiễm trùng máu. Vậy thì chúng ta phải định tính được cái mối nguy hiểm của nó như vậy. Chúng ta phải lập tức là đi vào bệnh viện để nhờ các bác sĩ ở đó làm các xét nghiệm bạch cầu nó có tăng hay không, đúng không? Rồi sau đó họ sẽ chẩn đoán, họ giúp chúng ta phẫu thuật. Thì chúng ta có phải là kêu gọi cái sự hỗ trợ nhờ cái việc định tính nó chính xác mà nó không để lại cái hậu quả xấu. Rồi, vậy thì trong cái đối với những người mà bị bệnh mãn tính cũng vậy nhé. Thế bây giờ chúng ta phải biết rằng là bệnh cấp tính, về tôi nói tiếp lại cái bệnh tính, chúng ta phải định tính được rằng là bệnh này là bệnh cấp tính. Chúng ta đừng có nói bây giờ formula hay lắm, uống vô là nó hết, nó sẽ xử lý được. Chết, cái đó là vô tình chúng ta sẽ giết người ta, bởi vì viêm ruột thừa nó không có thể chần chừ được, vậy buộc lòng phải phẫu thuật và dùng kháng sinh. Cho nên chúng ta ở đây tôi cũng lưu ý các bạn đừng bao giờ thần tượng sản phẩm của chúng ta một cách quá đáng. Rất nhiều người tôi thấy một cái nguy là quá tin vào sản phẩm đến mức độ mà nói trên sân khấu là chia sẻ là từ ngày uống Siberi không còn dùng đến một viên thuốc tây nào, có không? Bản thân tôi vẫn dùng thuốc tây. Chúng ta không được phủ nhận như vậy. Chúng ta nói như thế là gây một cái ác cảm với các bác sĩ Tây y và cái ngành đó luôn. Bởi vì đây là sự hỗ tương nhau mà. Anh không quân không thể nói tôi không bao giờ cần đến cái thằng hải quân, tôi không cần đến cái thằng bộ binh, tôi không cần đến cái thằng pháo binh đâu có. Có những lúc phải nhờ chứ, bởi vì cái gọi là binh chủng hợp thành, cho nên chúng ta phải phối hợp, phải định tính và định lượng được về cái này nha. Cho nên trong những trường hợp cấp tính thì chúng ta phải định tính được là cái này cần phải đưa bệnh viện, đừng có mù quáng để đưa sản phẩm Siberi vào rồi không cứu người ta được nha. Rồi dinh dưỡng liệu pháp của chúng ta là chúng ta sẽ dùng dinh dưỡng liệu pháp. Trong nhớ này, cái điều mà các bạn cần phải lưu ý là tất cả các bệnh mãn tính thì chúng ta dùng dinh dưỡng liệu pháp, tức là sản phẩm Siberi chúng ta thì vô cùng tuyệt vời. Kết hợp cũng được, với TI cũng được. Đấy, chúng ta phải định tính nó được như vậy nhé. Trong trường hợp này huyết áp nó đang lên đây này, hai cái thông tin mà các bạn cần lưu ý. Cao huyết áp là một, đường huyết tăng cao là hai. Phải kết hợp với việc dùng thuốc Tây, thuốc hạ đường huyết, thuốc hạ áp, là chúng ta phải định tính được là trong trường hợp này là chúng ta sẽ dùng dinh dưỡng liệu pháp bằng sản phẩm Siberi sẽ giúp cho bệnh nhân hoàn toàn khỏi cao huyết áp và khỏi tiểu đường trong vòng 1 năm, là cái định lượng tối đa rồi đó. Tức là phải điều trị được bệnh cao huyết áp trong vòng 1 năm. Chúng ta không được phép nói bệnh nhân là uống 2 năm, 3 năm, 5 năm, như vậy thì chẳng khác nào là chúng ta nói với họ uống thuốc Tây vậy thôi. Chúng ta phải định lượng được. là phải bao lâu là bệnh nhân này sẽ uống sản phẩm Siberi là sẽ khỏi. Vậy thì trong thời gian đó, ví dụ như là tôi đã viết đó, là trong vòng 4, 5, 6 tháng đầu, tùy theo mà cái mức cholesterol ở trong mạch máu, huyết áp của người bệnh nhân cao nào, thì chúng ta vẫn kết hợp với việc dùng thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ đường huyết, thuốc giảm đau. Và sau đó khi mà các cái lipid ở trong mạch máu bệnh nhân nó được bóc ra rồi đó, thì khi đó chúng ta mới yêu cầu bệnh nhân là phải ngưng, không cần phải dùng đến thuốc hạ đường huyết, thuốc hạ huyết áp hoặc là các loại thuốc giảm đau không cần thiết, bởi vì những cái đó là hóa chất thì nó sẽ đưa vào cơ thể nó không tốt. Vậy thì nếu chúng ta được định tính được như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ cho ra được kết quả. Bởi vì có những người mà đưa sản phẩm cho bệnh nhân xong vì không có kiến thức nên nói là thuốc huyết áp dẹp đi, thuốc đường huyết dẹp đi, đường nó lên một phát hơn 500 mg, thế là đi cấp cứu, huyết áp lên gần chết. Cho nên vô tình vì không hiểu được cái điều này, tức là mà chúng ta là giết người một cách vì thiếu hiểu biết, cho nên phải hết sức thận trọng các bạn nhé. Ở đây với cái bệnh mãn tính thì các bạn hãy tự tin, nhưng với bệnh cấp tính, tôi nhắc lại, với bệnh cấp tính thì các bạn phải biết định tính của nó nguy hiểm mức độ như thế nào để chúng ta đừng có dại dột mà can thiệp vô. Và đặc biệt là rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều các bạn đang yêu cầu hàng ngày gửi thông tin đến cho tôi, xin thực đơn, xin bác thực đơn. Có những người còn tôi không có thể nào giúp được như vậy, còn trở mặt nói là vậy mà nói rằng là yêu thương hết mình, cho đi hết mình. Các bạn thấy không, lợi dụng cái câu nói để quay gài bẫy tôi. Nếu mà tôi nói như vậy, nếu như mà tôi im lặng, tôi không nói. Bây giờ nếu giả như mà tôi là một cái người tôi đôi co lại như vậy thì tối nay đến nằm với bác một đêm được không? Yêu thương hết mình, cho đi hết mình mà, được không? Dùng cái lý để bắt bẻ nhau được không? Đúng không ạ? Yêu thương hết mình, cho đi hết mình là tất cả những leader chúng tôi đã cố gắng làm tất cả cho các bạn ngày hôm nay. Tôi đã nói rồi, vẽ xong cái Siberi Map rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu về bản thân mình, phải học. Cho nên là có một số bạn đó là thực sự tôi đang rất lo sợ cho các bạn là gì? Lao vào đi điều trị ung thư. Cho nên mình không định tính mình được, là ai không định tính được cái mức độ nguy hiểm của cái bệnh đó. Cho nên kê thực đơn, cho nên rồi sau cùng là mất người bệnh nhân, lại mất niềm tin thêm một lần nữa về thực phẩm chức năng và về Siberi. Cho nên tôi thân thiết mong các bạn hãy nhớ là đừng có dính vào cái ung thư, vì mình không có đủ khả năng xử lý thì đừng có chạm vào đó nha. Các bạn hãy nhớ cho tôi điều đó. Rồi tiếp theo. Rồi, các bạn hãy nhớ cái nguyên lý kiềng ba chân là nó làm trong cái bài học là đó là định tính và định lượng là gì? Định tính là phải đúng. Chúng ta phải uống đúng. Công thức 3D mà tôi vẫn nhắc nhở mọi người là phải uống đúng, là phải định tính chính xác bệnh và định tính chính xác về sản phẩm. Bệnh gì thì chúng ta phải chọn cái sản phẩm đó và phải uống đủ là định lượng. Đúng không ạ? Đúng và phải đủ, bởi vì một cái nồi chè cần một cân đường cho 10 người ăn nó mới ngọt, mà bây giờ có 2 lạng đường thì ai ăn được? Làm sao nó nặng nhạt như nước ốc thì sao ăn được? Cho nên đúng đường là đúng, nhưng lượng không đủ thì nó sẽ không có ngon, nồi chè nó không ngon, đúng không ạ? Và đều thì phải uống đúng, đủ và đều, đúng không? Ở đây là cái này là cái yêu cầu về cái thói quen sinh hoạt. Đều đây nó cũng thuộc về cái phạm trù là định lượng. Các bạn nhớ không ạ? Uống một ngày 2 lần là phải đúng như vậy, đúng không? Rồi chúng ta nhớ nha. Rồi các bạn đã biết rằng là sử dụng thực phẩm chức năng Siberian Wellness giúp cơ thể tự xử lý bệnh ở trong cơ thể. Đây là một cái kiến thức rất ít người không quan tâm tới, và rất ít người mà biết được cái chiều sâu của nó. Cho nên người ta mới nói rằng là sản phẩm này không phải là thuốc, thực phẩm chức năng không thể nào chữa được bệnh, bởi vì người ta không hề biết được cái điều này. Người ta không hề biết được cơ thể của mình nó thông minh đến cái mức độ như thế nào. Ở đây tí nữa tôi sẽ nói. Cho nên các bạn đây này, cái nguyên lý mà chúng ta dùng thực phẩm chức năng để chữa bệnh là chúng ta nhớ này, dùng ít để bổ sung dinh dưỡng. Vậy thì các bạn có thể theo cái định lượng được ghi trên bao bì. Ví dụ sáng 1 viên màu sáng, đúng không ạ? Tối uống 1 viên màu sáng, màu tối, ví dụ vậy, là chúng ta uống theo cái định tính và định lượng mà đã được hướng dẫn. Nhưng nếu như mà cần dùng để điều trị một cái bệnh gì mà khách hàng yêu cầu hay là bản thân yêu cầu thì chúng ta phải thay đổi cái định lượng không? đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta uống, bây giờ nhiều chị em nám mặt, đúng không? Nhiều chị em bây giờ là đang có lo sợ về cái tuổi xuân của mình nó già đi quá nhanh, thì chúng ta có thể tăng cái liều Chronolong lên không? Đúng không? Chứ ta đâu phải uống một viên ngày một viên như trong cái định lượng ở trên bao bì mà đã hướng dẫn cho chúng ta. Các bạn biết là tôi đã từng cho bệnh nhân, tôi vẫn thường xuyên cho bệnh nhân uống 2 bộ 3 thanh lọc mà. Tôi đâu có theo cái định lượng ghi ở trên bao bì, bởi vì tôi là người trực tiếp đang ở ngoài mặt trận, tôi là người trực tiếp đang đánh nhau với giặc, cho nên tôi phải biết rằng là cái trận này ta không thể dùng theo máy móc như vậy được, mà chúng ta phải tăng cường số vũ khí đạn dược lên. Cái đó là cái định lượng. Vậy thì nó không nằm ở trong cái kiến thức chung của sản phẩm, mà nó phải dựa vào kinh nghiệm. Mà các bạn muốn có kinh nghiệm thì các bạn phải va chạm nhiều. Các bạn hãy nhớ điều đó. Cho nên là những cái buổi mà chúng ta ngồi với nhau như thế này thì ít ra thì tôi cũng là cái người mà đã va chạm rất là nhiều đối với cái bệnh nhân, và thông qua việc dùng cái sản phẩm của Siberi, cho nên tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn được rất nhiều cái hiểu biết của mình, để chúng ta cùng giúp nhau trở nên những cái bậc thầy sức khỏe. Bởi vì cái điều mà tôi mong muốn nhất ở nơi các tư vấn viên Siberi, chúng ta tạo ra sự khác biệt trong thế giới này, không phải là người đi bán hàng, không phải là người mà tập trung vào cái việc mà đi kiếm một tháng vài chục triệu bằng cái việc mà ra được nhiều sản phẩm, nhưng giá trị chúng ta là làm cho cái xã hội này nó trở nên khỏe mạnh, xinh xắn, có một cái lối sống xanh tốt đẹp hơn, thì cái hướng chúng ta phải đi như vậy. Thì còn tiền là tự nó đến, là phần thưởng mà các bạn sẽ nhận được, các bạn nhớ. Rồi, trong một trận chiến thì chỉ huy động lực lượng để quyết thắng giặc theo binh pháp mà quân thần tá sứ. Đây các bạn phải hiểu cái này nha. Khi các bạn mà chuẩn bị kê cho một cái thực đơn nào cho bất kỳ một bệnh nhân nào, nhu cầu nào đó, thì các bạn phải biết. Ví dụ như là bây giờ người ta có thông thường á, những người cao tuổi người ta sẽ có một lúc các cái chứng bệnh huyết áp cao, đường huyết cao, thoái hóa khớp, thì các bạn phải biết được rằng là trong trường hợp này bệnh nào cũng cần phục hồi, nhưng cái gì là quan trọng nhất, chúng ta xử lý cái đó trước. Cái gì mà gây chết người nhanh nhất, có nguy cơ gây chết người nhanh nhất thì chúng ta chọn cái đó, thì chính là chúng ta phải phân biệt được. Ví dụ như ở trong đây tôi vừa kể là huyết áp cao, đường huyết cao và thoái hóa khớp, thì cái giết người chính là cái cao huyết áp. Đường huyết cao nó không giết người nhanh, đó, bị thoái hóa khớp nó chỉ đau đớn, nó không giết người. Như vậy thì khi mà chúng ta phải định tính được rằng là trong 3 cái chứng bệnh mà xuất hiện trong cơ thể khách hàng chúng ta, thì huyết áp cao nó là cái nguy cơ cao nhất. Chúng ta phải xác định được thằng nào là đại ca, thằng nào mà lợi hại nhất trong cái đám đó thì đánh trước. Để trong nguyên tắc, trong võ thuật cũng vậy, canh cái thằng đại ca và đánh trước, và thằng đàn em bỏ chạy. Thì chúng ta phải biết vị nào là vị quân. Đấy, thì ở đây thì cái này tôi đã từng nói một lần rồi. Ví dụ như trong cao huyết áp thì các bạn thấy là có những sản phẩm cao, điều trị cao huyết áp, bóc mở ở trong máu ra. Sau này chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị là chúng tôi sẽ có những cái chương trình đào tạo về bệnh học cho các bạn, đào tạo bệnh học cơ bản cho các bạn, thì các bạn sẽ biết rằng là cái bệnh đó là nó là như vậy, thì chỉ uống những sản phẩm đó với cái kiến thức đơn giản nhất, phổ thông nhất, để ai cũng trong các bạn cũng có thể trở thành bậc thầy sức khỏe nha. Chúng ta sẽ có kiến thức nền tảng về bệnh học, nhưng mà chúng ta là chữa bệnh theo một cái cách riêng của chúng ta rất là đơn giản. Vậy thì cao huyết áp thì chúng ta thấy là nguyên nhân của cao huyết áp là gì? Là mảng xơ vữa nó bám lâu năm ở trong thành mạch máu, máu không lưu thông được, cho nên áp lực nó tăng lên, và người ta dùng cái máy đo huyết áp, người ta ghi nhận ở trong cái động mạch. Vậy thì bây giờ cái gì làm cho hết cái mảng xơ vữa đó thì theo các bạn là cái gì? Thì ở đây chúng ta có sản phẩm Shimigo Vita Omega 3 là nó có cái tác dụng là làm cho cái mảng xơ vữa nó bong ra, nó trôi ra. Vì thì chúng ta chọn ngay cái đó là bị quần. Vì đầu tiên đó chúng ta định lượng được. Vậy rồi bây giờ định lượng được, ví dụ như là cái omega 3 nó sẽ giúp cho làm cho mạch máu lưu thông, nhờ nó phá vỡ cái sự liên kết của các hạt lipid. Thì bây giờ là đúng rồi, chọn được cái định tính là tuyệt vời, là định tính được sản phẩm rồi. Nhưng định lượng là bao nhiêu? Uống 1 hộp nó có đủ không? 2 hộp nó đủ không? 3 hộp nó đủ không? 4 hộp nó đủ không? Thì cái này dựa vào việc bạn tiếp xúc trực tiếp với người khách hàng của mình. Bây giờ người ta nó béo quá, nó giờ nó cao huyết áp 20-30 năm rồi, mà bây giờ uống có 1 hộp thì xin lỗi chứ gãi ghẻ cho nó à. Nên sao mà có tác dụng được, có khi phải tăng lên 3 hoặc là 4 hộp, bởi vì cái trường hợp này nó nặng quá rồi. Thì nếu mà chúng ta không nhanh như vậy thì làm kéo dài thời gian lâu quá thì bệnh nhân lại càng mất niềm tin. Cho nên ở đây chúng ta sẽ giải thích cho khách hàng của mình hiểu. Trong trường hợp này thì bác phải uống như vậy, anh chị phải uống với số lượng như vậy thì nó mới có khả năng mà nó bóc tách được cái mảng lipid, cái mảng sơ vữa đó, từng hạt lipid nó trôi ra, đúng không? Rồi chúng ta sẽ biết là cái gì hỗ trợ cho cái bình gan virus này, đúng không? Rồi cái gì nó sẽ hỗ trợ tiếp cho cái gan virus này, cái gì nó sẽ hỗ trợ thì nó ví dụ như là nó có cái gì Simba này, ở đây tôi đang nói về virus nha, ví dụ nó có cái Simba La Mã này, rồi nó có cái ví dụ như là Pulse Box này, rồi nó có cái trà tim mạch này. Các bạn thấy là nếu các bạn cho đủ các cái sản phẩm này thì các bạn thấy là đã giúp cho bệnh nhân xử lý được cái bệnh gan virus. Rồi chúng ta có các cái dòng Liposan đó, rồi chúng ta có bộ ba thanh lọc thì đó, những cái đó đưa vào thì nó có thể gọi là tá hay là xứ gì cũng được. Vì thực tế là đây chỉ là cách phối ở trên lý thuyết mà thôi, bởi vì cái gì chính phủ đưa vào trong đó thì nó đều nhào trộn và nó ra được một kết quả nhau tí nữa, các bạn sẽ hiểu. Giống như bây giờ chúng ta phân ra này, đường hay là chính, hay là đậu hay là chính, vani là chính, lá dứa là chính hay là nước chính. Nhưng khi chúng ta đổ vào trong nồi chúng ta nấu thì chẳng còn cái thằng nào là chính, cái thằng nào là phụ hết. Nhưng mà về mặt lý thuyết thì phải hiểu được, phân ra cái đã. Vì cái nào quan trọng nhất là có, ví dụ như là giả như chúng ta nấu chè mà không có đường, nhưng có đường là quan trọng nhất thì phải có đường, và đậu đổ cái là rồi, còn lá dứa có không có thì cũng không quan trọng, đúng không ạ? Có thì nó thơm hơn thôi, hoặc là vani có nó thơm hơn mà thôi, còn không có cũng không sao, đúng không? Cho nên vậy thì không có bị quân thì nó sẽ không ra được kết quả, các bạn hãy nhớ điều đó. Cho nên khi mà đứng trước một cái trường hợp bệnh nhân khai bệnh của mình ra thì các bạn phải nắm biết được là nhu cầu nào mà đang gây khó chịu cho họ nhất thì các bạn tập trung vào cái đó. Quân thần tá xứ là chúng ta áp dụng vào cái nền tảng này nha, cái binh pháp này thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả nhanh. Rồi tiếp theo này, hãy để cơ thể của bạn phát huy sự thông minh. Chỉ có cỗ máy sinh học ở bên trong cơ thể mới thực sự là nhà máy chế biến lương thực, là nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh cho chính nó. Các bạn ạ, hãy nắm bắt, các bạn hãy chụp cái màn hình cái đoạn này đi, bởi vì đây là nền tảng, là giá trị cốt lõi để cho các bạn sẽ giải thích cho tất cả mọi người tại sao thực phẩm chức năng không hề được gọi là thuốc mà nó chữa tất cả mọi cái bệnh có ở trong cơ thể con người. Nó chỉ thua cái chỗ là không còn thời gian để cho nó tác động mà thôi. Các bạn biết là tôi đã điều trị rất nhiều ca ung thư, mà ung thư giai đoạn 4 và nhiều trường hợp mà bệnh nhân khỏi. Bây giờ tôi đang có mấy ca ung thư hồi phục vô cùng tuyệt vời luôn. Thế tại sao mà rõ ràng người ta nói cái này không phải là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc, lý ở nó nằm ở đâu mà nó là giúp cho bệnh nhân ung thư khỏi được, thoái hóa cổ xương đùi, thoái hóa xương khỏi được. Các bạn biết là tôi đang điều trị cho một vị chức sắc tôn giáo, một vị linh mục rất là nổi tiếng luôn, mà cao huyết áp này, tiểu đường này, mục hai cái xương đầu gối rồi, bác sĩ nói là bây giờ cắt bỏ thay rồi, không cắt kỳ phục hồi được. Mà tôi điều trị cho đến tháng thứ 4, mới đến tháng thứ 4 nha, các bạn biết, đánh bóng bàn và cái ngón tay cò súng là nó bị co rút rồi, đã phẫu thuật cắt cái gân một bên rồi, nhưng mà bây giờ là lần cái ngón tay bên còn lại là đã tính phẫu thuật tiếp rồi, bắt đầu nó bị cái tình trạng ngón tay cò súng là co mà không bật ra được. Thế mà uống sản phẩm series 4 tháng bây giờ nó cử động như là một người bình thường. Như vậy thì dựa vào cái gì mà nó làm được điều đó, hay chưa? Trong khi trên bao bì của chúng ta cũng phải buộc tuân thủ theo quy định của Tổng cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Bộ Y tế Việt Nam ghi là Bộ Công Thương cũng buộc ghi là sản phẩm này không phải là thuốc, không được dùng thay thế thuốc, nhưng nó lại làm được những cái giá trị này. Thì các bạn phải nắm bắt được cái đây là cái nền tảng cốt lõi, trên tôi dừng lại ở đây lâu. Và các bạn hãy nhớ, và tôi phân tích sâu để cho các bạn hiểu này. Bởi vì không có bất kỳ một cỗ máy nào tinh vi bằng sự thông minh của cơ thể của chúng ta. Và các bạn có biết rằng là thông minh không phải là bộ não thông minh không đâu, mà từng tế bào trong cơ thể của các bạn nó thông minh. Hơn 30.000 tỷ để cấu thành cơ thể con người các bạn, thì từng đó tế bào đều thông minh, nó rất là thông minh. Cho nên đừng có vùi dập, đừng có làm cho nó ngu đần đi bằng việc chúng ta can thiệp từ bên ngoài vào. Tôi ví dụ như thế này nè, một người mất ngủ là cái nhịp sinh học, cái đồng hồ ta hay nói gọi là đồng hồ sinh học, nó chạy không đúng, nó bị trục trặc, thì chúng ta phải điều chỉnh giống như cái đồng hồ cơ học, chúng ta phải vặn lại cho nó đúng cái thời gian, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Ôi bây giờ pin nó hết rồi, giống như sáng nay tôi thay cái đồng hồ nhà tôi đấy, pin nó hết rồi thì nó làm sao nó chạy được, cho nên lúc nào cũng 12 giờ ví dụ vậy, lúc nào cũng không lẽ lúc nào cũng 12 giờ trưa rồi mình đi ăn cơm mà đâu có. Mình phải tìm ra nguyên nhân, à thì ra nó hết pin thì mình thay pin. Thì cái nhịp sinh học, ví dụ như là cái đồng hồ sinh học, cái nhịp, ở tất cả nó tập trung ở trên cái não này. Cái miền mà nhận thức của mình á, nó không phân biệt được đây là thời điểm này là ban ngày, thời điểm này là ban đêm. Nó phải biết là đây là thời điểm ban đêm, phải đi ngủ để cho tế bào nó phục hồi, tất cả các cơ quan nội tạng nó phục hồi. Nhưng bây giờ nó rối loạn nhận thức cho nên nó không biết được. Thì chúng ta phải giúp cho nó điều chỉnh lại cái đó. Nhưng các bạn thấy một cái điều đau lòng là vào bệnh viện tâm thần thì ta cho uống cái gì ạ? Theo các bạn là ta cho uống cái gì? Có uống vitamin của Siberi, các loại sinh tố dinh dưỡng của Siberi không? Nó cho uống thuốc an thần. Thực sự gọi là cái thuốc an thần là cái cách gọi cho nó nhẹ nhàng, đó gọi là thuốc ức chế thần kinh, buộc mày phải ngủ. Đúng không ạ? À? Uống thuốc an thần ngủ ly bì đúng không? Nhưng hãy nhớ cho rằng là trong khi đó bởi vì khi mà đưa cái thuốc ức chế thần kinh á, không cho nó hoạt động để nó buộc mày phải đi ngủ thì các cơ quan khác cũng bị ức chế theo. Như thế thì tốt hay xấu? Trong khi ban đêm cái gan nó đang còn hoạt động để bài tiết, ruột của chúng ta nó đang bài tiết, dạ dày chúng ta bài tiết, ruột non ruột già, tụy tạng, tất cả các cái hệ tiêu hóa ban đêm chúng ta nó đang hoạt động như vậy để ngày mai đi vệ sinh. Có phải là sáng mà cái giờ dần là cái giờ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng là chúng ta cái giờ dần chúng ta là cái giờ đó là đại trường rồi ruột già nó hoạt động rất là mạnh thì sao để nó tống cái lượng phân mà cả ngày hôm qua chúng ta ăn. Bây giờ ức chế không cho nó hoạt động, thế thì cái lượng phân nó làm sao nó ra được. Như vậy có thể là nếu lâu năm là bị ung thư không? Đâu có đó, đâu có phải là chữa bệnh. Hoàn toàn không phải là chữa bệnh, hoàn toàn là không tôn trọng cái sự thông minh của thể, cho nên việc dùng như thế là nó không phù hợp và không hiểu sâu về cái sự thông minh của cơ thể. Còn phương pháp của chúng ta, khi các bạn thấy rằng là tất cả những trường hợp bệnh mãn tính như tôi đã nói, những cái bệnh mãn tính ở trong cơ thể thì chúng ta phải biết rằng là cứ đưa sản phẩm Siberi vào bên trong, chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta phải biết được cái định tính của cái sản phẩm của chúng ta nó như thế nào, và chúng ta phải định tính được là sự thông minh của cơ thể nó như thế nào. Cho nên chỉ có cơ thể của mình mới thực sự là nhà máy sản xuất lương thực. Các bạn nhớ rằng là chúng ta ăn thức ăn, chúng ta nói là đây có phải là cơm là lương thực không? Thịt là lương thực, rau là lương thực không? Cá tôm là lương thực. Đây tôi nói cho người ăn mặn, còn tôi là ăn chay tôi chỉ nói rau thôi, rau củ quả, xoài, chuối, cam, bưởi đều là lương thực, đúng không? Chúng ta nói là lương thực, nhưng hãy nhớ cho tôi một điều rằng là tất cả lương thực mà chúng ta đưa từ bên ngoài vào nó là thực phẩm thô. Nó cho dù anh có chế biến cỡ nào, ví dụ bạn bỏ xoài, bỏ chuối, bỏ dứa vô, bạn xay sinh tố rồi bạn nói là để mẹ chế biến sinh tố cho các con ăn, đúng không? Mà để mẹ chế biến món này món kia, nhưng gọi là chế biến lương thực, nhưng xin thưa các bạn ạ, nó chưa đúng đâu. Chỉ có khi nào tất cả cho dù bạn để nguyên một quả xoài bằng nhai, để nguyên một quả chuối hay xay nhỏ ra quả dứa mà đưa vào trong cơ thể đều gọi là thực phẩm thô hết đó. Không có cái chuyện mà gọi là chưa hẳn là lương thực đâu. Nhưng khi đi vào bên trong cơ thể này, tại vì các bạn hiểu cái nghĩa lương thực là gì không? Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của nó, là chúng ta phải định tính được cái tên gọi này thì chúng ta mới hiểu được. Chúng ta mới biết được là cái sự giá trị, cái giá trị mà chúng ta đang đưa vào nó ở tầm nào. Có nếu gọi là chữ lương ở đây nó là nó nằm trong cái chữ lương y đấy, là tốt lành, thực là thức ăn, là thực phẩm là thức ăn, lương là tốt lành. Vậy thì tại sao mà nó tốt lành như vậy mà ăn sao mà trúng độc cả mấy trăm người, ăn sao đi cấp cứu, ăn rồi chết? Nó lương mà, đúng không? Cho nên đó không phải là lương thực đúng nghĩa, nó chỉ là sản phẩm thô. Cho dù bạn, tôi nhắc lại, cho dù chế biến cỡ nào nó cũng là sản phẩm thô. Nhưng mà chỉ có đi vào bên trong có thể nuốt vào thì khi đó nhà máy ở bên trong nó mới bắt đầu làm việc. Tức là nó sẽ biết rằng là cái này là thức ăn, giữ lại, cái này không phải thức ăn, đẩy ra, thức ăn giữ lại không phải là. Cho nên bình thường chúng ta có 3 cấp độ đào thải mà bình thường, sinh lý bình thường, xin lỗi nói theo ngôn ngữ bình dân là ăn là phải ỉa, đúng không? Đúng không? Bài tiết đấy, ngũ cốc luân hồi, cho nên là nó là cái sinh lý bình thường. Vậy thì nếu mà tất cả mà nó ra khỏi cơ thể, ra khỏi hệ tiêu hóa của các bạn có mập mạp, có tăng cân, có khỏe mạnh được không? đúng không? Mà nếu như ngược lại mà nó ở lại tất tần tật thì ruột của các bạn nó tắc hết không? Rồi ngày mai bạn ăn được cái gì nữa không? Cho nên cái nhà máy bên trong là cái nhà máy rất thông minh, cho nên là nó biết được phân biệt, nó mới là nhà máy chế biến lương thực. Các bạn phải hiểu như vậy nha. Rồi nó là nhà máy chế biến lương thực, và tuyệt vời hơn nữa là nó mới là nhà máy sản xuất thuốc, chứ không phải là tiêm ở bên ngoài vào. Người ta rất là nhầm lẫn bên này. Ví dụ như thế này này, các bạn thấy là người ta truyền đạm, ví dụ cái nghe mệt lên bệnh viện truyền nước biển. Tôi hỏi các bạn này, cái mạch máu đâu phải là cái đường để mà đưa thức ăn vào. Cái miệng mình mới là cái đường đưa thức ăn vào. Người ta đã phá vỡ cái quy luật tự nhiên, phá vỡ cấu trúc của thể cho, và cái đó không phải là một cái sự khôn ngoan. Cho nên tôi nói thật với các bạn, các bạn hãy nhìn cái biến cố xã hội là trong cái các cái cơn bão vừa qua miền Trung, tại sao mà hậu quả nó kinh khủng như vậy. Tôi xem không ảnh á, các cái so với lại các quốc gia lân cận như Lào với lại Campuchia thì rừng Việt Nam mình nó phá gần hết rồi. Phá rừng, phá núi, đắp đập, làm thủy điện, cho nên phá vỡ cấu trúc của tự nhiên, và hậu quả là ngày hôm nay như vậy. Thì tôi liên tưởng đến cái việc mà các bạn thấy rằng là người ta bơm tất cả những cái hóa chất độc hại đi theo cái đường mạch máu để vào cơ thể, vừa là chữa bệnh vừa là nuôi sống. Người ta cứ nghĩ rằng là bơm truyền đạm, truyền nước biển vô là khỏe. Ủa, mạch máu, hãy nhớ là mạch máu không phải là đường dẫn truyền thức ăn, mà nó phải đi theo đúng con đường của nó, đi ngược đấy. Bây giờ nếu mà tất cả có nhiều người đấu lý với tôi nói vậy thì bơm cơm từ dưới hậu môn lên đi, ăn được không, hấp thụ được không? Bởi vì cái vị trí ruột non là vị trí hấp thụ, không được, mà nó phải đi từ trên xuống, nó phải đi đúng tự nhiên như vậy. Cho nên chúng ta biết là cái phương pháp của chúng ta chính là trả lại cho cái người tiêu dùng đúng cái giá trị nó, là định tính nó đúng. Cho nên các bạn đừng có nghe vớ vẩn những cái sản phẩm này sản phẩm kia. Người ta đang lừa nhau đó. Người ta đang cố gắng tạo ra những cái sản phẩm mà người ta cố gắng định tính nó là sản phẩm rất là tuyệt vời. Tôi không nói phương pháp, tôi không nói tên là nó đụng chạm, nhưng đừng bao giờ tất cả phương pháp gì mà nó không đúng với quy luật tự nhiên các bạn đừng có nghe. Hãy nhớ cho tôi nha. Có nhiều người nói tôi chỉ tin vào khoa học thôi. Tôi nói đấy, vậy thì trứng gà giả đó, gạo giả đó, mực giả đó, tôm cá giả đó, mua về mà ăn đi, khoa học đó. Tôi không làm được, những thằng nó làm được, là những thằng nó là những nhà khoa học đó, nó giỏi lắm, nó mua về mà tin vào khoa học thì ăn đi. Thậm chí cần gì phải cưới cái cô đó làm chi cho cô chanh chua ở mắt con nuôi, mua cái cô vợ mà giống như là búp bê tình dục đó, bên Nhật đó, bỏ ra chừng vài chục triệu mua một con nên là về mà sử dụng khoa học đó, đúng không? Cho nên là mù quáng là chết, không định tính được là chết, không định lượng được là chết. Cho nên chúng ta phải hiểu. Bởi vì tại sao mà tôi lưu ý các bạn, và tôi chúc mừng cho các bạn cũng như là chúc lành cho các bạn. Bởi vì tất cả những ai hiểu ra được Siberi nó đẳng cấp và nó tuyệt vời như thế nào thì các bạn sẽ biết rằng là cuộc đời các bạn là một cuộc đời hạnh phúc, tương lai của các bạn là những người rất là danh giá. Cho nên từ khi tôi bước vào Siberi tôi thấy được điều đó, và tôi chưa bao giờ trong đầu tôi mà lăn tăn về cái chuyện mà Siberi tốt hay không tốt, Siberi có giàu hay không giàu, Siberi đem lại cái gì cho mình, không cần lăn tăn. Đứa con không bao giờ nghi ngờ mẹ bất cứ một cái điều gì hết, cho ăn là ăn, cho mặc là mặc, đúng không ạ? Chứ không có hồ nghi. Thì khi các bạn càng trưởng thành ở trong Siberi, các bạn chịu khó nghiên cứu, các bạn càng học hỏi, bởi vì mình phải biết thì mình mới so sánh được. Bây giờ các bạn không có kiến thức về kim loại, các bạn không thể nào phân biệt được đâu là vàng 4/9, đâu là vàng mà bị pha, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy vàng thì nó màu vàng, thau nó cũng màu vàng, đúng không ạ? Nhưng mà nó không phải là vàng. Cho nên nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta bị nhầm lẫn đấy. Thì hãy nhớ là cơ thể của chúng ta cực kỳ thông minh, chúng ta phải định tính được nó. Cơ thể của ta là nhà máy cực kỳ thông minh, vô cùng là thông minh, tuyệt vời nhất trong tất cả mọi máy móc. Bởi vì người ta có nghĩ ra được máy móc cũng từ cái con người nghĩ ra mà mới có được, đúng không? Cho nên thì việc xử lý bệnh tật ở trong cơ thể con người cũng vậy. Các bạn mà hiểu được điều này thì các bạn hiểu được tôi đã định tính được nó rồi, vậy thì chỉ phần còn lại là tôi định lượng, là tôi đưa cái gì vào, bao nhiêu nó sẽ ra kết quả. Tại sao tôi điều trị ung thư được mà các bạn nghĩ là tôi có hơn các bạn cái gì? Tôi hơn các bạn cái gì? Sản phẩm thì giống nhau, sản phẩm tôi cũng có nhiều khi các bạn thiếu hàng, tôi cũng thiếu hàng, mà tôi cũng đau đầu mà. Nhưng tôi định lượng được. Như tôi nãy đó nói bạn là không có các cái dòng sorbin thì tôi tăng gấp đôi của ba thanh lọc lên, tôi tăng formula lên, tôi tăng trà lên. Ví dụ thay vì uống 4 túi tôi có thể cho uống 8 túi, cân trục sản thận là tôi cho uống tăng cái lượng trà gan amine em lên thì vi sỏi nó ra thôi. Chúng ta thấy vấn đề không? Nó đơn giản, khi chúng ta hiểu thì chúng ta xử lý rất là đơn giản. Cho nên tôi mong tất cả các bạn đang nghe những cái chia sẻ của tôi, các bạn phải động não nhiều hơn. Bởi vì một nhóm leader, cho dù chúng tôi có giỏi đến cỡ nào, các bác sĩ trong Siberi có giỏi đến cỡ nào, cũng chỉ là trong phạm vi mình sống thôi. Không thể nào mà nói, ví dụ như bản thân tôi không thể nào mà đưa cái tay mình ra vượt phạm vi quá rộng để mà hỗ trợ người khác. Cho nên chúng ta sẽ cùng với nhau để chúng ta làm cái điều đó nha, giúp cho cái xã hội này nó trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cái sứ mạng của chúng ta. Rồi, thưa các bạn, là sản phẩm series thì nó có hàng trăm loại được phân chia thành từng nhóm cho phù hợp với các bất thường cơ thể. Cho nên khác biệt của series nó khác với tất cả những cái công ty sản phẩm khác. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều dược sĩ và nhiều người bạn làm nhiều công ty, và cũng nhiều công ty mời tôi, họ cũng họ lấy cái kiến thức, cái suy nghĩ của một cái người lười biếng. Họ nói là bên em có 5 sản phẩm mà bên em có 2 sản phẩm mà 3 sản phẩm, cho nên rất là dễ học và dễ bán. Các bạn thấy có lý không? Người ta nói rất là có lý, người ta định tính và định lượng rất là có lý. Đúng là 2 sản phẩm là định lượng đấy. Như vậy thì nó rất là dễ. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà ai mà lười biếng, ai mà không hiểu được cái giá trị của dinh dưỡng trị liệu thì sẽ nghe theo ngay. Trong khi Siberi chúng ta thì quá nhiều sản phẩm, mệt lắm, học nhiều lắm, trời ơi làm sao nhớ được, từ sinh 2 cho đến sinh 7-6 loại sao mà thuộc đây, đúng không ạ? Rồi các dòng sport thể thao này thì sao đây, rồi các thứ kia nhiều quá làm sao đây. Thế thì bây giờ nếu mà các bạn đánh giặc, cần gì phải sắm máy bay đủ loại vũ khí làm gì, mỗi thằng thùng lựu đạn là xong, ném ra ngoài biển được không, đúng không? Ném ra biển được không? Ném lên trời đi, máy bay nó bay lên trời rồi, ném lựu đạn lên trời thì thấy cái điều gì xảy ra? Mình là cái thằng chết chứ ai thằng chết. Cho nên bay lên trời thì thở có xạ chứ. Vậy thì những chúng ta đang dùng sản phẩm của mình để chống chọi với bệnh tật, cũng như là khôi phục lại cái giá trị của con người, chính là trẻ khỏe đẹp, thì chúng ta phải có rất nhiều sản phẩm phù hợp. Thế thì may mắn cho chúng ta là cái điều đó, càng học nhiều càng có tiền nhiều, mà học ít thì có tiền ít, có phải không? Lương giáo sư nó khác lương của những giáo viên bình thường, đúng không? Nó khác hơn, bởi vì họ học nhiều hơn, họ nghiên cứu nhiều hơn. Thì đây cũng vậy, các bạn nghiên cứu nhiều về sản phẩm thì các bạn sẽ có thu nhập nhiều hơn, bởi vì khi đó các bạn là những chuyên gia bậc thầy sức khỏe. Các bạn kê đơn uống và hiệu quả thì là người ta tin như có gì. Cuối cùng là gì? Các bạn làm sao mà tạo ra được cái niềm tin từ việc khách hàng dùng sản phẩm có kết quả là niềm tin chứ có gì đâu, đúng không? Cho nên chúng ta nhớ điều đó nha. Rồi. Đây, vậy thì tôi đã cố gắng làm đơn giản hóa tất cả những cái giá trị của sản phẩm, định tính cho, tôi đã cố gắng định tính để cho các bạn rất là dễ học. Đây tôi sẽ đưa lên một số này, đúng không? Tôi nói về Beauty Sense này, đây gọi là siêu sản phẩm tiên phong trước thị trường, quý tựa như gỗ cẩm mà giá mềm mại yêu thương, cho làn da đẹp khỏe, mơn mởn xua vết nhăn, biến tuổi già thành trẻ, chảy xệ nên chắc chắn. Có phải là định tính không? Vậy là đây là định tính không? Các bạn đọc như vậy nó đơn giản quá, như vậy thì uống qua này, đúng không ạ? Da đẹp rồi, mơn mởn rồi, tuổi già thì tuổi trẻ rồi, nó không chảy xệ, thế thì cần gì phải nhớ nhiều. Vậy thôi, khách hàng ta cũng đâu có nhu cầu gì nhiều đâu, mình cứ thế là như vậy là muốn da đẹp, muốn khỏi bị chảy xệ, muốn trẻ hóa thì dùng. Rồi có gì ai mà có nghiên cứu sâu thì có tài liệu khoa học thì nghiên cứu thêm. Đấy, cho nên chúng ta phải biến cái phức tạp thành cái đơn giản nhất, và tôi đang làm cái điều đó để ai cũng có thể sao chép được. Đấy. Ở đây, ví dụ như chúng ta nói bệnh tim mạch, Pulse Box này, quả tim là chiếc máy bơm, nó mà loạn nhịp thì phở cơm. Ở đây các bạn biết là gì rồi, nhưng mà phở cơm chẳng màng, đó là vợ cũng không màng mà người tình cũng không màng luôn, đúng không? Nó bị con tim mà nó đập mà có được đâu, máu nó bơm nó có lên được đâu, thì nó mềm chứ nó cứng được đâu mà nó phở với cơm, đúng không? Thế về thì muốn cho tim đập nhịp nhàng thì Pulse Box khuyên chàng dùng mau. Đó, anh chàng nào mà trên bảo dưới không nghe thì chúng ta bị bây giờ tim mà nó hở van thì bơm cái máu nó cứ bị lọt ra bên ngoài, nó có bơm lên tới cái chỗ nào nó cần tới đâu. Cho nên dùng cái này ví dụ vậy thì nó sẽ có thể giúp cho cái mạch máu nó bơm đến cái nơi thì mà nó cần cái năng lượng thì nó sẽ khỏe ra, như thế mà. Đấy thì đó là chúng ta định tính nó đơn giản rồi. Bây giờ còn định lượng thì như tôi đã nói, tại sao tôi không nghĩ định lượng đây? Bởi vì cái đó là phải phải trực tiếp mỗi người trong các bạn tiếp xúc với khách hàng thì các bạn biết là phải đánh như thế nào, bắn bao nhiêu viên đạn, ném bao nhiêu quả lựu đạn thì mới giết được cái đám đó. Thì cái đó là việc của các bạn nha. Đây, hay là tiếp theo này, đây, nhất dáng nhì da, thứ ba mái tóc. Về thì nó thấy định tính được chưa, đúng không? Thiếu nữ dùng đúng, nếu thiếu dinh dưỡng thì là thiếu dinh dưỡng đúng thì làm da khô khốc. Phụ nữ là hoa, phải luôn quyến rũ để có điều này vào Beauty Box. Xong, các bạn thấy đơn giản không? Đấy, định tính vậy có thể là dùng thế về tôi đọc cái này tôi nói như vậy đơn giản quá, tôi mua tôi dùng, nói khách hàng cứ vậy là dùng thôi, đúng không? Còn không cần gì phải giải thích nhiều. Còn việc dùng một hộp hay hai hộp thì các bạn là phải xem cái da của người ta nó có xuống cấp trầm trọng hay không, hoặc là điều kiện tài chính người ta nó có khá hay không, thì chúng ta có thể kê hộp 1 hoặc là 2, thậm chí hoặc là 3 nếu mà nó tệ quá. Thì các bạn có quyền da giảm mà. Đấy, nên uống nhiều không chết cho mà lo. Rồi bây giờ Coenergy này, sức mạnh Coenergy là chúng ta thấy là nếu mà đọc là chúng ta sẽ biết cho người dùng như thế nào là bác tài chuẩn bị lên đường lái xe, đúng không? Ở đây có bác tài Đoàn Văn Tương nó đang ngồi xem này. Thi công xuất kích chiến trường bay cao, lao động sức khỏe tiêu hao thì cần ngay năng lượng làm sao bây giờ, cô luôn có phòng hờ, khi cần trợ giúp bây giờ lấy ra nhỏ ngay vào lưỡi của ta, thế là sinh lực tràn ra tuyệt vời. Chúng ta định tính nó đơn giản như vậy, các bạn ạ. Khi các bạn định tính được như vậy thì đi xe chúng ta mang theo này, chúng ta tư vấn cho những cái bác tài lái đường xa này, chúng ta tư vấn cho những người công nhân trong nhà máy này, anh chị nên bỏ một cái lọ Coenergy này vào trong cái túi mình ra, bởi vì đây bác Sáng ghi trên đây này như vậy rồi, đúng không? Mình chỉ cần gửi qua cái Zalo của họ, sao tôi phải uống cái này, đây chuyên gia nói này chứ không phải tôi nói đâu, đúng không? Khuyên bạn uống như vậy thì có phải chúng ta thấy nó đơn giản rồi. Còn uống như thế nào là việc của các bạn chứ không phải việc của tôi, các bạn nhớ nha, bởi vì tôi không thể là trực tiếp mà chỉ cho từng người thì cái đó việc đó quá đơn giản rồi, đúng không? Định tính là quan trọng, còn định lượng là dễ vô cùng. Đây là chúng ta thấy formula của chúng ta này, nó rất là danh giá này, được cấp những 3 bằng sáng chế formula, sản phẩm tuyệt vời, không thể có loại nào thay thế, nhiều tính năng khó tả bằng lời, khử độc tố vô cùng ưu việt, chống ung thư, kết quả quá nhiều, ai từ chối tất nhiên chịu thiệt, sức khỏe tăng nếu cứ dùng điều. Đây có 3 bằng sáng chế luôn. Thế thì giờ các bạn chỉ gửi cái này đi thôi, không cần phải nói gì hết á. Tôi phải uống cái này đây, tất cả là khoa học hết, định tính cho bạn rồi, uống bao nhiêu thì do tôi, đúng không ạ? Các bạn thấy đơn giản không? Đó, như vậy thì khi chúng ta định tính được, định lượng được thì chúng ta sẽ thành công trong cái việc ra sản phẩm. Rồi, vậy thì tất cả những cái điều đó thì là tôi đã chia sẻ với các bạn một phần nào đó ở trong cái kho kiến thức của Siberi và cái kho kiến thức y học. Còn bây giờ nhiệm vụ của tư vấn viên này phải hiểu sản phẩm như hiểu những đứa con của mình. Chúng ta nhớ nha, chúng ta phải hết lòng thấu hiểu sản phẩm đến cái mức mà tôi gọi là phải ngộ ra được sản phẩm như thế nào. Tại sao mà bệnh nhân uống, tôi biết được sản phẩm nó sẽ đi đường nào, cho nên tôi điều khiển được cả sản phẩm ở trong cơ thể người bệnh nhân, bởi vì tôi hiểu nó. Bây giờ nhá, bây giờ mình có con, mình có 2 đứa con, một đứa đá bóng rất là giỏi, một đứa bơi lội rất là giỏi. Bây giờ trong làng, trong xã, trong khu phố mình, nơi mình ở, người ta tổ chức cuộc thi bơi lội. Thế vì mình không hiểu con mình đẩy cái thằng đá bóng ra đi thi, mình ghi danh cho nó đá bóng đi thi, nó nhảy xuống nước một phát là nó chìm luôn. Huy chương thì không thấy, đúng không ạ? Mà thấy quan tài nhỏ lệ quan tài đưa về, đúng không? Bây giờ cái thằng bơi lội thì rất là giỏi, vì mình không hiểu nó, cái mình đẩy nó ra sân bóng, nó đá, nó chạy một khúc, nó le cái lưỡi ra dài hơn lưỡi chó, đúng không? Cho nên như thế thì phải hiểu sản phẩm như hiểu những đứa con của mình. Vì sao? Tình yêu dành cho nó, phải có tình yêu dành cho. Mà đây là cái điều mà tôi đã nói ngay khi tôi bước vào Siberi rồi, khi tôi đọc vùng đất Siberi, tôi đọc các tài liệu của Siberi, tôi nói đây không phải đùa với Siberi đâu nhé. Vùng đất này các bạn đã đọc tài liệu, các bạn nói các nhà khoa học Siberi nói là sao ạ? Đây là vùng đất hấp thụ năng lượng vũ trụ và năng lượng tâm linh, thượng đế đang giữ gìn cho nhân loại vùng đất Siberi để cứu chúng ta. Cái lúc này là cái lúc mà vô cùng bất hạnh về đại dịch hóa chất tiêu diệt con người. Thì lấy cái gì để tẩy rửa độc tố? Thì phải dùng cái tinh khiết tẩy rửa, thì chính là sản phẩm Siberi đó. Nó là giúp cho chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta muốn dùng thì chúng ta phải hiểu chứ. Bây giờ bình thường các bạn dùng cái điện thoại, các bạn cũng phải hiểu tính năng công dụng của nó chứ, phải hiểu điện thoại của mình như thế nào, đúng không? Các vật dụng hàng ngày chúng ta cũng phải hiểu. Đấy, rồi. Đấy là phải hiểu nó như hiểu những đứa con của mình. Tôi nhắc lại, và phải nói về sản phẩm như nói về người yêu của mình. Bởi vì tại sao phải nói như người yêu của mình? Bởi vì chúng ta nói về người yêu mình, chúng ta không cần phải viết sẵn ra tờ giấy. Chúng ta không tả về người yêu của mình theo cái cách mà người ta tả cái bàn cái ghế, đúng không? Mà chúng ta nói bằng trái tim. Nói về người yêu của mình là chúng ta nói bằng trái tim. Theo các bạn, mình tả người yêu của mình như vậy, người ta có nghe không? Không, cho nên một lần nữa tôi nhắc lại các bạn, ngay khi tôi bước vào si tôi đã nói, thì tôi đào tạo là mình mắc đấy, và tôi đã nói nhấn mạnh hay cái câu này rồi. Phải hiểu sản phẩm như hiểu những đứa con của mình, và phải nói về sản phẩm như nói về người yêu của mình. Khi các bạn làm được điều này thì các bạn sẽ truyền được cái cảm xúc, bởi vì chỉ có lời từ trái tim mới đến được với trái tim người khác. Đấy, ngày hôm qua tôi tiếp hai vợ chồng giám đốc cho một cái người ở dưới thôi đấy. Đấy, ông nghe sau cái nghe học trò tôi nói là ông này là một cái người ghê gớm, nó uy quyền lắm, mọi người sợ lắm, sếp tổng rồi còn phải sợ, nhưng mà về gặp tôi nói đùa thôi, ngoan như cháu cún, khoanh tay lại ngồi nghe. Vì sao? Mình nói đúng quá, mình nói có cái lý, có cái tình, có cái sự phân biệt, tức là mình nói hoàn toàn là dựa trên cái kiến thức đúng, nền tảng khoa học đúng, kết quả đúng, sự phân tích hợp lý, thì lý gì người ta không nghe, đúng không? Bây giờ tôi nói các bạn, ngay con mình cũng vậy, bây giờ nó về nó nói mẹ con nói cho mày biết chứ, 5 mà nhân 5 là ra 25 đấy nhé. Thế và bây giờ tôi hỏi các bạn, giả như các bạn đang là tiến sĩ, dù như tiến sĩ Vũ Xuân Long ngồi đây, tiến sĩ Vũ Xuân Long có cãi nhau với thằng bé được không? Mày có nít hỉ mũi chưa sạch mà mày đặt nói 5 25, thế thì bây giờ bạn làm nó ra 26 đi, ra 24 đi, đúng không? Nó nói chân lý mà phải nghe nó chứ. Đấy, vậy thì khi chúng ta nói lời chân lý, chúng ta nói lời phát xuất từ trái tim, thì chúng ta sẽ, thì thông điệp chúng ta sẽ truyền tải đến trái tim người khác. Ok các bạn, rồi thì cái bài chia sẻ của tôi tới đây là chấm dứt nha. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Vâng, thì còn một ít thời gian nữa nhỉ. Chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút. Rồi, các bạn nào có muốn trao đổi gì không ạ? Các bạn nào muốn trao đổi thì mở mic nhé. Tôi em hỏi ơi, em ạ. Bác Sáng ơi, cho em hỏi tí à, Vũ Xuân Sang. Chúng ta nhớ nha, chúng ta chỉ hỏi trong phạm vi bài học, chứ đừng đưa ra bệnh đây mà hỏi nha, bởi vì nếu mà hỏi trả lời một người thì sẽ không còn thời gian để mà trả lời đâu, sẽ rất nhiều người. Chúng ta sẽ hiểu gì về bài học, chúng ta chỉ nói trong phạm vi đó thôi. Tôi không trả lời, tôi nói trước tôi không trả lời về bệnh học. Bà em hỏi tí à, bà Sáng. Vâng, xin mời ạ. Ai nói thì mở mà nói nhanh ạ. Vui Xuân Sang, tôi hỏi cháu có một bệnh nhân mà vì mới mổ ung xong ấy, thì cháu cho uống cái Fomular 4. Tôi đã nói rồi, đừng có hỏi về bệnh học. Cái đó thì các bạn phải tự biết. Về định tính thôi ạ. Cháu hỏi về định tính thôi ạ. Cho cháu hỏi về định tính, định lượng thôi ạ. Thì cháu đã cho bệnh nhân uống 8 viên một ngày. Thì như vậy thì cháu đang thấy là cháu cho uống gấp 8 lần so với yêu cầu. Thì liệu có hơi cao? Làm sao? Em dựa vào đâu mà em nói 8 lần so với yêu cầu? Trên nhãn của thuốc, của hộp thuốc thì có ghi là uống 1 viên một ngày, nhưng cháu biết đấy là dành cho người khỏe. Nhưng mà bệnh nhân này vừa mới mổ xong nên cháu nghĩ là uống 8 viên thì được. Và cháu vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn ạ. Các thông tin trên đó là thông tin bị nhầm lẫn, không phải là thông tin đúng. Nhưng bây giờ không sửa được, bởi vì nội dung đã đăng ký với Bộ Thông tin rồi. Bạn không thể nào uống 1 viên Fomular được. Vâng. Tài liệu gốc một ngày đối với bệnh nhân đó là phải uống một ngày 20 viên. À thế ạ. Cái này tôi mà nói ra tất cả những cái lý do đấy để cho các bạn hiểu, nó có khi nó va chạm cho nên chúng ta không cần nói. Vâng. Nha. Vâng. Hãy nhớ rằng là một người tối thiểu một ngày đối với người bình thường là uống 8 viên chứ không phải là gấp 8 lần. 8 viên nó vẫn chưa đủ 1 viên. Còn như thế nào thì trong một cái lúc nào tôi đào tạo riêng thì tôi nói, bởi vì ở đây là một cái nhóm quá lớn, cho nên nếu mà mình nói ra đôi khi nó va chạm chuyện này chuyện kia. Tôi không sợ đâu, tôi làm khoa học và tôi cũng chẳng có gì để sợ, nhưng mà tôi tế nhị thôi. Các bạn hiểu nha, chúng ta có thể cho uống một ngày 30 viên Fomular cũng được. Bởi vì các bạn, bữa trước tôi đã nói một lần, tôi đã nói hãy đọc cái quyển Sự Trung Thực của Các Xác Chết. Sự Trung Thực của Các Xác Chết, tiến sĩ Wallace có nói rồi. Bởi vì hãy nhớ cho rằng nếu như các bạn có uống thừa thì cùng lắm các bạn đái ra tiền thôi. Nhưng nếu thiếu thì sao? Đúng không? Chúng ta đâu có nói, sản phẩm ta đâu có đắt quá. Ví dụ bây giờ hộp trà, bây giờ thay vì một ngày 4 túi mà các bạn uống ngày 8 túi đâu có sao. Cùng lắm đái ra 2-3 túi trà là cùng. nhưng nó thiếu thì sao? Ví dụ bây giờ mà các bạn yếu thiếu nó không đẩy được bên sàn ra, cho nên chúng ta đừng sợ cái chuyện đấy. Thực sự là ở đây tôi nói luôn với các bạn, các bạn đang bị người ta hù bằng cái sự thiếu hiểu biết luôn, tôi nói luôn. Vì sao nè? Ai là người biết được cái lá gan của mình, quả tim của mình, phổi của mình một ngày cần chính xác bao nhiêu vitamin A? Có ai cân đong đo đếm được không? Phổi nó có nói như con bé mình, nó nói là mẹ ơi cho con ăn cơm không? Ăn một bát nó nói mẹ ơi no rồi con ăn nữa. Phổi nó có nói được không? Gan nó có nói được không? Não nó có nói được không? Bây giờ ông chủ ơi, hôm nay tôi cần 500mg taurine này. Nó có nói như vậy để chúng ta uống một hai viên cho đủ không? Không bao giờ ai biết được điều đó hết đó. Đúng không ạ? À? Các bạn bằng chứng là các bạn ăn cơm mấy chục năm, các bạn có thể ăn một quả chuối, 5 quả chuối, 10 quả chuối và một nải chuối, nếu mà các bạn có khả năng ăn, các bạn ăn, chứ có cái gì mà phải sợ hãi đâu, đúng không? No rồi, bởi vì sao? Đó là những sản phẩm tự nhiên thì nó có cùng lắm, thừa lắm, đái với ỉa, tôi nói theo ngôn ngữ bệnh nhân, đái với ỉa nó ra thôi. Hết cỡ đó thôi, làm sao chết được. Nhưng người ta đang dùng cái kiến thức là gì? Người ta đang dùng những cái hiểu biết là những cái sản phẩm hóa chất, cho nên người ta sợ tác dụng phụ, người ta sợ độc tố ở trong đó, bị bản thân thuốc hay là các cái loại các cái sản phẩm khác á. Mà tại sao mà người ta luôn luôn sợ? Người ta đưa cái cảnh báo đó là cái cảnh báo chung. Vì các sản phẩm của các công ty khác nó không tinh khiết như sản phẩm Siberi. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ tôi nói thuốc đông y này, tôi là thầy thuốc cái này, tôi nói các bạn uống thuốc đông y là các bạn mà không chết hay là không bệnh nặng hơn mới là lạ. Vì sao? Bây giờ nó đâu có tinh khiết, mặc dầu những cái bài thuốc cổ phương độc hoạt tan ký sinh, thập toàn đại bổ, tứ quân tứ vật, bát vị hoàn, đó, về lý thuyết thì nó hay, nhưng ngày hôm nay uống vô mà không chết, không bệnh hơn mới lạ. Bởi vì sao? Nó có tinh khiết đâu. Ngày xưa cây cỏ thực nguồn dược liệu nó sạch, người ta hái trong tự nhiên, bây giờ nó trồng và phân hóa học, rồi mưa axit, rồi thuốc trừ sâu, thế thì làm sao mà nó không cảnh cáo mình được? Thôi cho mày uống ít cho lỡ, bởi vì nó biết là cái này nó bị độc, uống nhiều lỡ và chết tao đền. Còn sản phẩm Siberi nó tinh khiết, tao có sợ cái chuyện đó. Các bạn thấy không? Tôi đọc nhiều cái thông tin tôi thấy mắc cười. Lượng độc tố cho phép không phải bao nhiêu. Tại sao lại cho phép chất độc trong thức ăn được? Trong sản phẩm Siberi đâu có cho phép bất kỳ cái trừ lượng độc tố nào. Nhưng rất nhiều sản phẩm người ta vẫn ghi là lượng độc tố cho phép, đặc biệt là những cái các bạn lưu ý, các bạn hãy là cái người tiêu dùng khôn ngoan, khi các bạn cầm một cái loại thực phẩm gì, các bạn phải đọc công thức của nó đánh lừa các bạn nhiều lắm, là chất điều vị. Bột ngọt thì nói mẹ bột ngọt đi, lừa nhau làm gì vậy, đúng không? Rồi hàm lượng độc tố cho phép, tại sao lại cho phép thuốc độc? Vì mày không làm tinh khiết được, thôi thì phải chịu như vậy, lau riết cái bàn nó không sạch thì cho phép một cái vết tới dơ vậy đấy. Nguyên tắc là lau là phải sạch chứ. Cho nên các bạn phải hiểu được điều đó để biết rằng là chúng ta phước báo vô cùng khi chúng ta được dùng sản phẩm Siberi, khi các bạn được hợp tác với Siberi. Và trong nhiều bài học tới đây tôi sẽ nói với các bạn về những giá trị đó. Cho nên các bạn hiểu là không có đùa được với Siberi đâu. Đấy, cho nên chúng ta thấy là chúng ta những người may mắn vô cùng. Và khi các bạn mà hiểu được Siberi và các bạn biết được các bạn là ai trong Siberi, các bạn mới thực sự là những con người danh giá trong xã hội nha. Chứ không phải là những ông tỷ phú là danh giá đâu, không có chuyện đó đâu. Tôi kể sau này, tôi kể những cái buổi mà gặp mặt riêng, tôi kể chuyện các tỷ phú cho các bạn nghe. Tôi biết nhiều thông tin lắm, ít nhất tôi có 14 năm làm báo mà, cho nên tôi biết thâm cung bí sử tại sao họ giàu, tôi biết. Đấy, còn ở với Siberi các bạn cứ làm theo đúng cái slogan của chủ tịch á nha, thực sự Siberi, thực sự khoa học và vì con người. Các bạn sống đúng ba cái câu đó, các bạn trở thành bậc thầy, các bạn sẽ có được tất cả những cái giá trị mà một con người mong muốn trong cuộc đời mình có. Nhớ như thủ lĩnh kim cương quốc tế của chúng ta đấy, đúng không? Tôi còn không cầu đến cái tôi không quan tâm đến danh hiệu đó đâu, nhưng mà tôi biết rồi tôi cũng sẽ đến đó. Bởi vì sao? Đi hết đường là tới đích, ở đây không có giành, cho nên chúng ta yên tâm nha. Bởi vì thủ lĩnh Trương Huy Cường của chúng ta nỗ lực quá nhiều thì giống như là đua thôi, anh đạp nhiều quá thì anh tới trước, mình đạp từ từ mình tới sau, nghĩa là cái vòng quay, cái bánh xe nó còn quay là chúng ta còn tới. Cho nên chúng ta yên tâm nhá, Siberi tuyệt vời lắm, tuyệt vời về mọi mặt. Tôi đã nghiên cứu rất là nhiều về tài liệu và tôi đã làm cho nhiều công ty rồi, nhưng mà tôi cuối cùng tôi thấy chỉ có Siberi là mình ở lại cho đến khi là mình về với Chúa hoặc là mình vào cõi Niết Bàn thôi, cho nên các bạn cũng hãy như vậy đi nha. Ok các bạn, bây giờ thực tế là tôi không trả lời, đây nhiều bạn cũng nhắn tin tôi đã nói tôi không thể nào trả lời bệnh học được. Các bạn cái gì chỉ quanh quẩn rồi trong cái phạm vi bài học thôi, vì chúng ta cũng là 10:31 rồi đấy nha. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì về cái nội dung bài học không ạ? Cháu có ạ. Vâng, Tấn Phủ đúng không ạ? Vâng ạ. Anh cho máy lại gần đi, anh cho máy lại gần để nói cho nó nghe rõ một chút. Vâng, cháu có một người bạn nó bị kiểu nó cái thận của nó có đá ở trong thận ấy, thì bây giờ là mổ thì bên các bác sĩ nó bảo là các con bé quá không mổ được, thì cháu bảo là phải xem là mình cái CBD của mình ấy, cái mình có cái thuốc đấy trị được cái viên đá đấy không ạ? Những cái đó nó quá đơn giản, người đỡ đầu là ai? Nãy tôi đang trong cái bài này tôi đang đã nói đó, trong nội dung cái bài này tôi đã nói rồi. Thế thì bạn có nghe cái bài học ngày hôm nay không? Vâng, hôm nãy cháu đi học chữ Nho kia, cháu cũng vừa về đến nhà xong là như vậy thì lỗi của bạn, bạn không thể nào mà bạn vừa về rồi bạn hỏi là để nói là những cái điều mà đã nói qua nha. Cái đó là lỗi của bạn, tôi không trả lời cái đó, bởi vì cái này trong các bạn vào trong Facebook của tôi cũng có, tôi đã viết cái đó rồi, kết quả như thế nào ở đó rồi nha. Cái đó quá đơn giản đến cái mức rồi không cần thiết phải đưa lên đây nữa nha. Không, bạn hỏi câu đó giống như bác ơi cửu chương 2 hay là cửu chương 5 đọc làm sao, cái chuyện đó bây giờ mày phải hỏi như vậy nữa đâu, đúng không? Người đỡ đầu của mình nói về những cái kiến thức này nó quá đơn giản các bạn. Vì ở đây tôi cũng thấy là chúng ta phải chịu khó nha, sản phẩm chúng ta hiểu, bởi vì Siberi cho các bạn quá nhiều tiền, nghĩa là ở đây thì cũng nghĩa là các bạn phần đa là chưa nhiều tiền, nhưng các bạn cứ làm đi, các bạn sẽ thấy là sau này 100 triệu khi mà các bạn có tin sang chuyển 100 triệu hay là 200 triệu hay là hơn nữa bình thường. Do chúng tôi bây giờ nói vài trăm triệu thấy nó không có cái gì là không có cái gì gọi là phấn khởi, giống như thủ lĩnh Trương Huy Cường nói hồi đầu tiên được mấy chục triệu là nhảy cà tưng lên sướng lắm, nhưng bây giờ nó bình thường rồi. Thì sau này các bạn cũng vậy, sau này các bạn thu nhập cao rồi các bạn thấy tiền nó không là cái gì đâu. Cái quan trọng nhất thì để có được cái sự bình an đó thì chúng ta phải hiểu về sản phẩm. Bây giờ tôi nói cho anh vui luôn và tôi nói cho mọi người luôn, bởi vì anh là người dân tộc đúng không? Vâng ạ. Anh cho uống 6 túi trà gan trong một ngày. 6 túi trà gan pha một lần với 3 lít nước hoặc là 8 túi cũng được nha. Uống thật là nhiều nước, có khi 1-2 ngày nó tống ra rồi, không cần phải mổ gì hết, nó chuyển đến sản thận. Từ nó to quá thì để lâu quá thì mình phải mổ phẫu thuật, chứ còn uống là nó tống quá. Tại nguyên lý của nó là gì? Là sức dùng lực đẩy thôi của nước thôi. Sản thận thì dễ như là cầm đũa mà bà xới cơm cũng miệng nó mày hỏi nữa nha. Ok rồi. Vâng, cảm ơn bác. Rồi các bạn, tôi thực sự là tôi thấy là rất là yêu thương các bạn, mà bây giờ thì khả năng của tôi cũng là nó chỉ đến cái mức đó thôi, các bạn hiểu mà. Nhưng mà tôi sẽ tăng thêm cái như ngày hôm nay, lẽ là tôi đâu có đào tạo cho các bạn, thực sự tôi không đào tạo cho các bạn, nhưng mà vì tôi thấy là các thủ lĩnh đi dự trại hết rồi, đi dự chương trình đào tạo các nhà đào tạo, mà để các bạn cô đơn thiếu thốn mình cũng không an lòng, cho nên tôi nói thôi được rồi, thủ lĩnh Trương Huy Cường tôi nói anh sẽ đào tạo để cho các bạn có được những cái hiểu biết để sang tháng 11, vì chúng ta còn 2 tháng nữa là hết năm dương lịch, mà năm kinh doanh thì chúng ta mới bắt đầu, nhưng mà ít nhất là 2 tháng nữa là hết năm dương lịch. Tôi muốn Tết tới thì các bạn sẽ rủng rỉnh tiền trong túi để chúng ta có một cái Tết hoành tráng, đúng không ạ? Thế thì từ ngày hôm nay cho đến Tết mà các bạn áp dụng những cái bài học này là chúng ta đi chia sẻ ra, đúng không ạ? Thì chúng ta Tết tới đây là chúng ta sẽ có được một khoản tiền khá để ăn Tết, đúng không? Tới đây trong ít nhất là không có để qua tháng đâu, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, bởi tôi đang quá nhiều lịch để hỗ trợ. Tôi sẽ đào tạo cho các bạn, tôi chắc là nữa các bạn hãy đón nghe cái bài chủng tử của tôi, các bạn sẽ biết là các bạn là người danh giá như thế nào nha. Quần sắn móng lợn cũng là người rất là danh giá Danh giá hơn các vị linh mục ở trên nhà thờ, danh giá hơn các vị sư ở trong nhà chùa, danh giá hơn các giáo sư ở trên giảng đường. Tại vì sao tôi dám nói nhưng mà vì các bạn chưa nghe tôi phân tích. Tôi không có nói bừa nói càm, tôi không đề cao mình và tôi cũng không bốc thơm. Chúng ta không bốc thơm lẫn nhau, chúng ta nói đúng cái giá trị. Thì khi các bạn hiểu được giá trị, các bạn sẽ thấy là tại sao mà tôi nói các bạn là danh giá. Ai rời CVD là coi như là cái người mất giá, còn ai lại Syria người danh giá các bạn nhé. Rồi, thế thì tôi xin phép các bạn là chúng ta chấm dứt chương trình ở đây. Thì trước hết là cũng xin lỗi các bạn là vì tôi không rành về công nghệ nhiều, cho nên cái thời gian đầu á, mạng nó có trục trặc mà ngày hôm nay không ai hỗ trợ đấy, cho nên là nó xảy ra một cái điều cũng đáng tiếc. Vì thế cũng không ghi âm được, mà giờ bắt đầu tôi ghi âm nhưng vì nó cái giai đoạn nó như vậy cho nên nó không có ghi âm được nữa nha. Thế thì lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta có thể mở mic để chúc cho nhau một cái đêm thanh bình và một ngày mai tươi sáng và một cái tháng 11 sẽ tràn đầy cái năng lượng và cái sự thành công. Xin bề trên gia trì cho các bạn. Vâng, và chúng ta mở mic để chúc nhau. Nếu mà không thì chúng ta có thể thả tim để chúc cho nhau. Vâng, tôi chào các bạn.